Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 55. Hồng Hộc, đúng lúc bọn ảnh phong, Phong Lang chuẩn bị tiến vào Vân Hải, đột nhiên mấy vệt hàn mang phá toái hư không, chém về phía bọn hắn. Tự tìm cái chết, ảnh phong hừ lạnh một tiếng, tử thần liêm đao trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, mấy tia hàn mang kia đột nhiên bị phá vỡ, hóa thành vô số kiếm khí gào thét hư không. Phía trước bọn hắn, có khoảng 10 thân ảnh đang ngăn trở đường đi, không cần nghĩ cũng biết, đây đều là người Diêm La Phủ. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi mà cũng dám cản chúng ta. Mộ Dung Dạ lạnh như băng quét 10 người này một cái. Lệnh của Diêm La Tử, gặp các ngươi, giết không tha. Trong đó một nam tử áo đen cầm đầu mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ nghiền ngẫm. Ngừng lại, nam tử áo đen lại nói, Mộ Dung Dạ, lúc trước ngươi chèn ép thế hệ trẻ tuổi chúng ta, hiện tại ngươi cũng chưa đột phá chiến thánh cảnh, vừa hay ta cũng muốn thử xem Dạ Vương trong tứ đại sát phương rốt cuộc có bản lĩnh gì. Rồi ngươi sẽ biết. Thân hình Mộ Dung Dạ lóe lên, đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn rất nhanh, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở trước người nam tử áo đen kia, một vệt lợi mang huyết sắc xuyên thủng ngực hắn. Trường kiếm nhấc lên, thân thể nam tử áo đen phân thành hai sau đó bị vô tận kiếm khí rảo sát, còn không kịp kêu thảm một tiếng. Từ lúc hắn nói xong câu nói kia đến lúc một kiếm chém giết nam tử áo đen cũng chưa đến 2 giây, có thể thấy Mộ Dung Dạ khủng bố đến mức độ nào. Nếu như không phải Tu La Nô Ấn, hiện tại hắn đã là sát thánh, dù chậm trễ thời gian mấy năm, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi hắn cũng không sợ bất cứ kẻ nào. Những người Diêm La Phủ khác thấy thế, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, đâu còn dám ngăn bọn Mộ Dung Dạ lại. Mộ Dung Dạ trên phương diện ám sát mặc dù không phải đối thủ của Diêm La Tử, nhưng nếu như chính diện đối chiến thì dù là Diêm La Tử hắn cũng không sợ. Đi! Mộ Dung Dạ lạnh lùng quét bọn hắn một cái. Không đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải vì hắn nhớ tới tình cũ năm đó, bởi vì hắn cùng Diêm La Phủ không có bất kỳ tình cũ nào để nói. Nói đi cũng phải nói lại, gia tộc hắn bị hủy diệt vẫn là do một tay Diêm La Phủ tạo thành. Hắn sở dĩ không xuất thủ là không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Nếu như Diêm La Tử đến đây, bọn hắn có thể không phải là đối thủ, dù sao, năng lực ẩn thân của Diêm La Tử quá đáng sợ. Ai biết được Diêm La Tử có phải đã lặng yên tới gần bọn họ rồi hay không, vì giết mấy người Diêm La Phủ này mà liên lụy đến tính mạng mình, như vậy cũng không có lợi. Vừa dứt lời, mấy người không chút do dự bay đi về hướng Vân Hải hắc sắc. Ngăn bọn hắn lại cho bản thánh tử. Đột nhiên một tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh màu đen đỏ cấp tốc tới gần. Đi mau! Sắc mặt Mộ Dung Dạ biến hóa. Diêm La Tử quỷ dị thế nào bọn hắn đã được chứng kiến, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội tới gần. Những người Diêm La Phủ kia nghe vậy đâu còn dám do dự, cho dù phải chết, cũng không thể để mặc cho bọn hắn đào tẩu, chết ở trong tay bọn Mộ Dung Dạ còn dễ chịu hơn một chút. Nếu chết ở trong tay Diêm La Tử, chính là sống không bằng chết, cân nhắc hai phía, là đồ đần cũng biết phải chọn thế nào. Bị mấy người ngăn đường đi lại, Mộ Dung Dạ dẫn đầu xuất thủ. Long Tịch, Huyết Vô Tuyệt, Ảnh Phong, Phong Lang, Bắc Thần Phong cùng Long Vũ cũng không có chút do dự. Những người này còn không lọt vào mắt bọn họ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là năng lực ám sát của Diêm La Tử. Chỉ cần trốn vào bên trong Vân Hải hắc sắc, thì dù là Diêm La Tử cũng chưa chắc có thể tìm được bọn hắn. Tầm 10 người, vẻn vẹn trong vài giây liền bị bọn hắn chém giết gần hết, mấy người lắc mình một cái, liền xông vào bên trong Vân Hải. Lúc Diêm La Tử chạy tới, lưu lại cho hắn chỉ có hư không tràn ngập mùi máu nồng đậm, tàn chi thi thể không ngừng rơi xuống. Muốn chạy trốn, các ngươi một người cũng không trốn thoát, Diêm La Tử sát khí nặng nề. Giết người không nói, hơn nữa tất cả lại đều đào tẩu, điều này khiến hắn làm sao không giận. Nơi xa đám người Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình chạy tới, cảm nhận được sát ý trên người Diêm La Tử, tất cả đều lộ ra vẻ kiêng dè. Lúc này không một ai dám tới gần Diêm La Tử, bọn hắn đều biết tính tình Diêm La Tử, hắn một khi nổi giận, khẳng định phải giết mấy người để phát hỏa. Còn ngây ra đó làm gì, truy tìm cho bản thánh tử. Diêm La Tử quát lên. Hắn hóa thành một trận gió, biến mất ở bên trong Vân Hải. Đám người Diêm La Phủ thấy thế, tất cả đều buông lỏng một hơi, đám người Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly do dự một chút,
cuối cùng vẫn truy lên. Theo bọn hắn đi vào, còn có mấy người Mộ Dung Tuyết, Ám Dực, Mạch Quy, Bạch Chỉ, Lãng Thiên Nhai cũng đồng loạt xuất hiện, bọn hắn không phải e ngại Diêm La Tử, mà là không muốn bỏ qua cơ duyên nơi này. Mọi người ở Tu La Bí Cảnh tìm mất vài ngày, vậy mà cái gì cũng không tìm được, trước đó ở bên ngoài bản thân nhìn thấy Tu La Điện tựa như không ở Tu La Bí Cảnh. Bây giờ ở đây có thể nghe được chân long ngâm, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua chứ? Đây chính là cơ duyên lớn. Sau khi bọn hắn tiến vào Vân Hải, lại có bốn cỗ khí tức cường đại gào thét mà tới, bốn người này do Tư Không Tàng Kiếm cầm đầu, nhìn thấy có người lục tục tiến vào Vân Hải, hơi hơi cau mày một cái. Tư Không Tàng Kiếm liếc mắt ra hiệu cho thanh niên mặc hồng bào bên cạnh, thanh niên mặc hồng bào hiểu ý, thân hình lóe lên, sau một lát, trong tay dẫn theo một hắc y nhân đi tới. Tư Không thiếu gia, Diêm La Tử cùng người của Tiêu Phàm đều đi vào. Thanh niên mặc hồng bào cung kính nói, hắn tên là Chiến Bách Dương, chính là con trai của Chiến Thương, điện chủ mới của phân điện Chiến Thần Điện ở Vô Song Thánh Thành. Hắn sở dĩ có thể đến đây chính là do phụ thân hắn cố ý sắp xếp cho hắn. Nếu như Chiến Thương biết rõ bên trong Tu La Bí Cảnh cái gì cũng không có, đoán chừng cũng sẽ không để Chiến Bách Dương tới đây. Tư Không thiếu gia, không liên quan đến ta, ta cũng chỉ vừa chạy tới không lâu, nhìn thấy bọn Diêm La Tử tiến vào trong biển mây. Hắc y nhân nhìn thấy Tư Không Tàng Kiếm, toàn thân phát run. Tư Không Tàng Kiếm cau mày một cái, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Hắc y nhân một cái, Chiến Bách Dương một tay vung ra, trực tiếp vứt Hắc y nhân xuống hư không. Đi vào đi. Tư Không Tàng Kiếm lúc này do dự, vẫn nói ra. Sư huynh, hay là chúng ta đợi một chút đã. Lạc Vũ Lạc nhìn qua Vân Hải hắc sắc, lông mày vặn thành chữ xuyên, hắn chưa bao giờ lộ ra vẻ ngưng trọng như thế. Lạc Vũ, người quá cẩn thận giống cha ta, chúng ta ở đây chờ, nếu quả thật có đồ gì tốt nhất định sẽ bỏ lỡ. Ta không muốn đi một chuyến uổng công. Tư Không Tàng Kiếm lắc lắc đầu nói, bộ dáng ông cụ non. Hắn không do dự chút nào, đi thẳng vào bên trong Vân Hải, Chiến Vũ Yến cùng Chiến Bách Dương theo sát phía sau. Lạc Vũ Lạc cau mày một cái, cuối cùng hít sâu một hơi cùng đi lên. Lại nói bọn ảnh phong xông vào bên trong Vân Hải đen kịt, trong đó đen tối vô cùng, mặc dù không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng gần đến mức như vậy. Với thực lực Chiến Đế đỉnh phong của bọn hắn, tối đa cũng chỉ có thể cảm giác được đồ vật trong phạm vi 10 trượng, hồn lực vừa rời khỏi cơ thể, liền bị một loại lực lượng kỳ lạ đánh tan rã không còn một mảnh. Bọn hắn không nhìn thấy. Diêm La Tử mặc dù cường đại hơn một chút so với bọn hắn, nhưng ánh mắt khẳng định cũng chịu ảnh hưởng. Có điều vì lý do an toàn, bọn hắn vẫn thay đổi phương hướng tiếp tục tiến lên, như vậy xác suất gặp phải Diêm La Tử sẽ giảm đi. Đi lên trong nửa canh giờ vẫn chưa gặp phải Diêm La Tử, mấy người cũng yên tâm không ít, tốc độ cũng chậm lại. Chờ ta đột phá Chiến Thánh cảnh, nhất định làm thịt tên thái giám chết tiệt kia. Bắc Thần Phong cắn răng nói. Hắn còn chưa bao giờ chật vật như thế, những người khác tất cả đều gật đầu tán thành. Yên lặng, Phong Lang đột nhiên giơ tay ra hiệu, đám người không hiểu tại sao, Phong Lang vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi có nghe được thanh âm cổ quái gì không? Nghe được lời Phong Lang, đám người trong nháy mắt yên tĩnh lại, cẩn thận nghe tất cả chung quanh, nhưng mà bọn hắn không nghe thấy thanh âm đặc biệt gì. Không có thanh âm gì kỳ lạ cả, có phải ngươi nghe lầm hay không? Long Vũ nói. Ta cũng không nghe thấy. Huyết Vô Tuyệt cũng lắc đầu, những người khác mặc dù không nói, nhưng cũng cùng có ý nghĩ này. Có lẽ là ta nghe nhầm. Phong Lang mỉm cười, nhưng trong lòng hắn ngưng trọng vô cùng, hắn vô cùng nhạy cảm đối với hồn lực cùng ba động thiên địa linh khí. Vừa rồi hắn không chỉ nghe được thanh âm kỳ dị, còn cảm nhận được từng gợn sóng thiên địa linh khí. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi vào mặt, đám người không khỏi run run. Liếc nhìn bốn phương, lại không phát hiện ra cái gì. Có điều loại lạnh này, lạnh đến cốt tủy, dường như tới rừng rậm U Minh chín vực, khắc nghiệt. Thật đúng là kỳ quái, vừa rồi đều không cảm nhận được lạnh ý gì, bây giờ tại sao lại lạnh như vậy? Hai tay ảnh phong vây quanh trước ngực, hơi hơi trà sát. Đột phá Chiến Đế cảnh đến nay, thời tiết lạnh đối với bọn hắn đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà hôm nay ở đây lại lạnh vô cùng kỳ dị. Đúng là hơi lạnh, người không nói ta còn tưởng rằng bản thân ta có vấn đề.
Bắc Thần Phong cũng gật đầu, đến nói chuyện cũng bốc lên hàn khí. Lạnh à, Long Vũ kinh ngạc nhìn đám người nói. Ngươi không lạnh sao, đám người quái dị nhìn Long Vũ. Long Vũ lắc đầu, nàng không những không cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm giác vô cùng ấm áp, nơi này nghiễm nhiên chính là địa bàn của nàng. Phong lang bọn hắn làm sao biết rõ, Long Vũ nắm giữ băng tộc huyết mạch, lạnh lẽo chừng này đối với nàng có được tính là gì. Hoàn cảnh nơi này đối với Long Vũ không có ảnh hưởng gì, nhưng bọn phong lang lại cảm giác tay chân dần băng lạnh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bây giờ mới tiến lên được vài dặm liền cảm giác được sự lạnh lẽo này, nếu như tiếp tục tiến sâu vào thì sẽ khủng bố thế nào. Nếu tiến lên, muốn rời đi cũng không dễ, nhất định phải tìm ra Tiểu Kim và Tiểu Minh rồi tính tiếp. Phong lang hít sâu một hơi nói, con người vô cùng kiên quyết. Xung quanh bọn họ, sương mù màu xám đen phiêu đãng, từng tầng, nơi xa hoàn toàn mờ mịt đen tối, bị sương mù ngăn cản, không thấy rõ phía sâu có cái gì. Đám người tiếp tục tiến lên, lòng bàn chân bước lên, mặt đất mấp mô, gỗ khô mục nát trải đầy bên dưới, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Gió lạnh thổi qua, trong không khí xen lẫn mùi vị mục nát. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên, da đầu mọi người như nổ tung, dựa lưng vào nhau nhìn về phía bốn phía, phụ hải mờ mịt tối tăm khiến người ta có cảm giác kinh hồn táng đảm. Là một bộ xương người. Lãnh Tiếu Nhận cúi đầu, nhìn dưới chân Long Vũ, nơi đó có một bộ xương cốt cơ hồ phong hóa, đã mục nát, vừa rồi bị Long Vũ dẫm nát mới phát ra thanh âm như thế. Các ngươi nhìn phía trước kìa. Con người Mộ Dung Dạ nhìn chằm chằm phía trước, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Đám người nhìn lên, phía trước bọn hắn một trượng, đầu đầu cũng có thi cốt, kéo dài đến chỗ sâu trong đám mây đen, nhìn không thấy điểm cuối. Những thi cốt kia không biết đã chết bao nhiêu năm, bên trên xương cốt có rất nhiều lỗ, giống như bị cái gì gặm. Hô, hàn phong thổi qua, thi cốt mà Long Vũ vừa dẫm phải trong nháy mắt hóa thành từng sợi bụi tiêu tán trong không trung, cuối cùng cái gì cũng không còn. Cẩn thận, cũng đúng lúc này, Lãnh Tiếu Nhận quát to một tiếng, một chỉ bắn ra, một kiếm chỉ kích xạ về hướng dưới chân Long Vũ. Chi chi một tiếng hét lớn bén nhọn vang lên, sau đó lại có thanh âm cái gì ăn mòn mặt đất, đám người nhìn lại theo tiếng kêu, lại nhìn thấy dưới chân Long Vũ có một tiểu trùng lớn bằng ngón cái, toàn thân hiện lên nhũ bạch sắc. Trên đầu tiểu trùng có một cái lỗ nhỏ xuyên qua, chất lỏng nhũ bạch sắc theo não bộ nó chảy ra, lúc tiếp xúc với mặt đất, vậy mà nhanh chóng ăn mòn mặt đất. Vẻn vẹn thời gian vài giây sau, dưới chân Long Vũ liền ăn mòn ra một cái hố nhỏ một thước vuông vắn, chất lỏng màu thổ hoàng bên trong tản ra mùi thối cực kỳ khó ngửi. Nha, Long Vũ thấy thế bị dọa đến thất sắc, vội vàng lui về sau mấy bước. Đây là thứ gì, tính ăn mòn thật mạnh. Bắc Thần Phong kinh hãi nhìn thi thể tiểu trùng nhũ bạch sắc, có điều chất lỏng trong cơ thể nó chảy ra, tiểu trùng cũng dần khô quắt lại. Còn người đám người gắt gao nhìn chằm chằm thi thể tiểu trùng, nhưng mà, bọn hắn suy tư rất lâu, cũng không nghĩ đến cái tên nào, chỉ có Mộ Dung Dạ lại khác. Thực cốt trùng, đây là thực cốt trùng ngàn năm khó gặp. Mộ Dung Dạ hít sâu một hơi, ngữ khí có chút phát run, con người hắn nhìn chằm chằm bốn phía, đề phòng tới cực điểm. Đám người không hiểu nhìn Mộ Dung Dạ, một hồn thú mà thôi, khủng bố như vậy sao? Có điều Lãnh Thiếu Nhận lại biết rõ tính cách Mộ Dung Dạ, có thể làm cho Mộ Dung Dạ lộ ra vẻ sợ hãi, nhất định không phải thứ đơn giản. Cho dù gặp kẻ địch chiến thánh cảnh trung kỳ, Mộ Dung Dạ nhiều nhất cũng chỉ nhăn mày một cái mà thôi, nhưng mà vừa nhắc tới ba chữ, thực cốt trùng, vậy mà có chút sợ hãi, Lãnh Thiếu Nhận làm sao không biết chuyện này rất phiền phức chứ? Dạ vương, thực cốt trùng là cái gì? Huyết Vô Tuyệt hỏi. Dạ vương là cách gọi của Mộ Dung Dạ khi đạt được đệ nhất sát phương thí luyện. Thần sắc Mộ Dung Dạ cực kỳ ngưng trọng, giải thích cụ thể ta cũng không biết đây có phải thực cốt trùng hay không, nếu quả thật là đúng, vậy thì khá phiền phức. Nói đến đây, Mộ Dung Dạ nuốt nước miếng, tiếp tục nói, thực cốt trùng, chính là một loại hồn thú quần cư, nó lấy huyết nhục cùng xương cốt làm thức ăn. Chỉ cần có thể không ngừng nuốt huyết nhục cùng xương cốt, là nó có thể không ngừng trưởng thành. Hơn nữa, nó có một loại năng lực kỳ lạ, các ngươi nghe nói huyết sát cổ trùng chưa? Thực cốt trùng này nổi danh như huyết sát cổ trùng. Nghe nói qua, huyết sát cổ trùng, tên gọi khác là phệ hồn trùng, nó dựa vào thôn phệ huyết nhục cùng hồn lực để sống.
Hơn nữa nó có một loại bí ký, có thể ký sinh trong cơ thể sinh linh khác, sinh linh ký sinh mạnh bao nhiêu, nó liền mạnh bấy nhiêu. Huyết Vô Tuyệt nói ra. Hắn cũng biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, có thể nổi danh như huyết sát cổ trùng, vậy loại này thực không đơn giản. Huyết sát cổ trùng kỳ thật chỉ thôn phệ hồn lực, không thôn phệ huyết nhục, cho dù thôn phệ huyết nhục, cũng chỉ là hấp thụ tinh hoa bên trong máu thịt mà thôi. Mộ Dung Dạ giải thích. Mà thực cốt trùng lại ăn cả huyết nhục, không thôn phệ hồn lực, cho nên mọi người nhất định phải chú ý, không được để bản thân bị thương rách ra, càng không được để bản thân đổ máu. Một khi đổ máu, cũng phải nghĩ biện pháp đừng để khí huyết tinh tản ra, bằng không, thực cốt trùng sẽ điên cuồng công kích, gặm nuốt đến một chút cũng không để lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mộ Dung Dạ ân cần nhắc nhở đám người. Đám người nghe vậy, không khỏi lạnh run, trong lòng cũng càng ngưng trọng, muốn không bị thương, trừ phi không được chiến đấu, một khi xảy ra chiến đấu, không bị thương khẳng định rất khó. Phải rồi. Bí kỹ của thực cốt trùng là cái gì? Huyết Vô Tuyệt lại hỏi, thực lực huyết sát cổ trùng mặc dù không được xem là đáng sợ, nhưng bí kỹ của nó có thể rất cường đại. Tương tự, Huyết Vô Tuyệt cũng nghĩ đến bí kỹ của thực cốt trùng khẳng định cũng không đơn giản. Bí kỹ, Mộ Dung Dạ mị mị hai mắt, hít sâu một hơi nói ra hai chữ, biến ảo. Biến ảo, đám người không hiểu nhìn Mộ Dung Dạ. Không sai, chính là biến ảo. Phàm là tu sĩ từng bị bọn chúng cắn, bọn chúng có thể biến ảo thành bộ dáng tu sĩ đó. Mộ Dung Dạ trịnh trọng gật gật đầu, nói, tựa như, nó cắn ta một cái, thôn phệ huyết nhục ta, là nó có thể biến ảo thành bộ dáng của ta. Hít! Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Biến ảo! Đám người nghe vậy, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, nếu quả thật như Mộ Dung Dạ nói, vậy thực cốt trùng này cũng quá đáng sợ. Nuốt một ngụm huyết nhục của tu sĩ liền có thể biến ảo thành bộ dáng tu sĩ đó. Đừng nhìn loại năng lực này cũng không phải là giỏi lắm, nhưng mà nếu như thực cốt trùng biến ảo thành bộ dáng một người trong số bọn hắn, sau đó đánh lén bọn họ thì sao? Đám người bởi vì nghĩ tới điểm này, cho nên mới kinh ngạc như thế. Dù bọn chúng biến ảo thành bộ dáng tu sĩ, thực lực cũng sẽ không giống tu sĩ như đúc chứ. Ảnh Phong cau mày một cái. Cụ thể ta không biết. Có điều có thể là giống nhau, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Cho nên chúng ta bất luận như thế nào, ít nhất cũng phải hai người, hoặc là ba người đi cùng nhau. Mộ Dung Dạ lắc lắc đầu nói. Dạ Vương nói đúng, không được để ai đơn độc, chúng ta nhất định phải giữ vững khoảng cách nhất định, mọi người có ý kiến hay không? Huyết Vô Tuyệt nói. Không ý kiến. Ta cũng không. Để cân nhắc an toàn cho mọi người, tất nhiên không ai không nguyện ý. Thật sự là năng lực thực cốt trùng này quá quỷ dị. Mấy người rất nhanh liền chia xong tổ, Mộ Dung Dạ cùng Lãnh Tiếu Nhận một tổ, Huyết Vô Tuyệt cùng Bắc Thần Phong một tổ, ba người Phong Lang, Ảnh Phong cùng Long Vũ một tổ. Sau khi chia xong tổ, bảy người duy trì khoảng cách nhất định tiếp tục tiến lên, xương mục nát ngăn khuất trước mặt bọn họ ngày càng nhiều, không cẩn thận liền sẽ dẫm nát mấy bộ. Bọn hắn thử ngự không phi hành, nhưng mà tiêu hao hồn lực quá lớn. Hơn nữa qua một thời gian, thân thể bọn hắn cũng ngày càng lạnh, nhất định phải tiêu hao hồn lực chống lạnh. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải tiếp tục đi bộ. Oanh, cũng không biết đi bao lâu, phía trước đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, như có người đang giao thủ, chỉ là mấy giây sau, thanh âm này lại nhanh chóng biến mất. Lúc này, vài thân ảnh mơ hồ tiến vào tầm mắt bọn hắn, mấy người trong nháy mắt đề phòng tới cực điểm. Sát thủ Diêm La Phủ. Huyết Vô Tuyệt lạnh rên một tiếng, không chút do dự xông lên, huyết lâu do Diêm La Phủ hủy diệt, hắn chính là hận thấu xương Diêm La Phủ. Mộ Dung Dạ cũng không chút do dự xuất thủ, mặc dù hắn đã từng là một thành viên Diêm La Phủ, nhưng gia tộc Mộ Dung lại bị Diêm La Phủ hủy diệt, nói đến cùng, Diêm La Phủ cũng là kẻ địch của Mộ Dung Dạ. Phốc suy một tiếng, Huyết Vô Tuyệt một kiếm trực tiếp chạm một người. Có điều khiến hắn kinh hãi là thân thể người kia vậy mà hóa thành một bãi chất lỏng huy sái trời cao. Huyết Vô Tuyệt thấy thế, không chút do dự hướng thối lui về phía sau, chất lỏng kia rơi trên mặt đất, phát ra tiếng xì xì. Là thực cốt trùng biến ảo thành, mọi người cẩn thận. Cách đó không xa Mộ Dung Dạ cũng giết một người, nhìn về bên Huyết Vô Tuyệt nhắc nhở. Đa tạ. Huyết Vô Tuyệt gật đầu,
khiến hắn kinh ngạc là người bị thực cốt trùng vừa mới biến ảo kia vậy mà cũng là tu vi chiến đế cảnh hậu kỳ. Rất có thể, tu sĩ bị thực cốt trùng thôn vệ huyết nhục kia chính là chiến đế cảnh hậu kỳ. Nghĩ vậy, Huyết Vô Tuyệt đâu còn dám khinh thường thực cốt trùng nữa. Hô hô, chỉ là lúc này, bốn phía lại có bóng đen lít nha lít nhít nhanh chóng tới gần, khí tức chiến đế cảnh tràn đầy quét sạch bốn phía, thần sắc bọn Huyết Vô Tuyệt cũng ngưng trọng lên. Chẳng lẽ những người này đều là thực cốt trùng biến ảo thành? Nếu quả thật là như thế, vậy thì có chút đáng sợ, thôn vệ một ngụm huyết nhục liền có thể biến ảo thành một cường giả cùng giai, huyết nhục trên người một tu sĩ, vậy có thể chế tạo ra bao nhiêu cao thủ đây? Đám người lúc này mới phát hiện, Vân Hải này thật đúng là quá đáng sợ, nơi này mặc dù không có hồn thú cao giai cùng sinh mệnh khác, nhưng mà thực cốt trùng này liền có thể khiến tất cả mọi người lĩnh đủ. Mọi người cẩn thận, tốc chiến tốc thắng. Huyết Vô Tuyệt hét lớn, hắn và Bắc Thần Phong hai người đại khai sát giới, dựa theo ước định trước đó, hai người luôn để ý đến đối phương, không dám cách quá xa. Tương tự, Mộ Dung Giả cùng Lãnh Tiếu Nhận cũng tựa vào cùng một chỗ, sương mù mờ mịt bốn phía chậm rãi biến mất theo bọn hắn chiến đấu, mấy chục trượng xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng. Ảnh Phong, Long Vũ đâu? Đột nhiên, thanh âm Phong Lang vang lên. Vừa rồi không phải cùng một chỗ với ngươi sao? Ảnh Phong chém giết một người, xuất hiện bên người Phong Lang, thần sắc cứng lại. Ta thấy nàng đi về hướng bên ngươi, thời gian có vài phút, sao đã không thấy đâu nữa? Sắc mặt Phong Lang có chút khó coi, người khác không nói, riêng Long Vũ đã cứu tính mệnh Tiêu Phàm, đủ cho bọn hắn dùng tính mệnh để bảo hộ. Nhưng mà hiện tại, Long Vũ không thấy đâu, điều này khiến trong lòng bọn hắn làm sao dễ chịu, nếu như Long Vũ xảy ra chuyện gì, bọn hắn cả đời đều sẽ tự trách. Bất luận thế nào cũng phải tìm được nàng. Ảnh Phong hối hận vô cùng, trong mắt lấp lóe tia sát quang, đột nhiên nhào về phía một đạo hắc ảnh trong đó. Muốn tìm Long Vũ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết những phiền toái này. Bên ngoài hồn giới trong biển dung nham, huyết nhục trên người Tiêu Phàm đã rất nhanh phục hồi như cũ, mặc dù vô tận chi hỏa không ngừng ngăn cản huyết nhục hắn trọng sinh, nhưng bất hủ ý chí của Tiêu Phàm lại cực kỳ cường đại. Nhìn vô tận chi hỏa bốn phía, trên mặt Tiêu Phàm lại không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia hài lòng, vô tận chi hỏa tràn vào cơ thể hắn ngày càng nhiều. Nhưng mà đều không ngoại lệ, phàm là vô tận chi hỏa tràn vào cơ thể hắn, tất cả đều không có động tĩnh gì, tựa như quỷ dị biến mất. Có điều, Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được thân thể bản thân đang biến hóa, tại vị trí đan điền của hắn, lại mở ra một không gian lớn, tất cả vô tận chi hỏa đều tràn vào trong khoảng không gian này. Tiêu Phàm rất muốn biết tình huống bên trong không gian kia, nhưng mà hắn lại không cảm ứng được gì, chỉ biết rõ tỏa hồn châu, vô tận chiến hồn cùng đá trắng, thậm chí u linh chiến hồn, đều ở trong vùng không gian kia. Chẳng lẽ hồn hải sắp phục hồi như cũ? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, việc này hắn biết rõ không vội vàng được, hiện tại quan trọng nhất là trọng sinh huyết nhục. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khôi phục suy nghĩ, cứ như thế qua thời gian nửa ngày, trên người Tiêu Phàm đột nhiên tách ra hừng hực huyết sắc quang mang. Một vầng sáng huyết sắc lượn lờ quanh thân hắn, ngăn cản vô tận chi hỏa bốn phía ở bên ngoài. Rốt cục thành công, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười sán lạn, cảm nhận được thân thể biến hóa, Tiêu Phàm kinh hãi không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể của mình so với lúc trước còn cường đại hơn nhiều, kinh mạch cũng mở rộng gấp bội. Với sức mạnh thân thể hiện tại, Tiêu Phàm tự tin, hai tay cũng có thể tùy ý bẻ gãy cửu phẩm hồn binh, thậm chí, năng lực hắn khôi phục cũng cường đại quá nhiều so với trước, cho dù bất diệt kim thân cũng không thể so sánh cùng hiện tại. Đây chẳng lẽ là tu la thần thể trong truyền thuyết? Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt hắn cũng chỉ có tu la thần thể trong truyền thuyết mới có thể cường đại như thế. Đột nhiên, bên ngoài thân hắn huyết sắc quang mang trong nháy mắt thu lại, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, toàn thân hắn non nớt vô cùng, da thịt tựa như đứa trẻ mới sinh, trơn mềm tới cực điểm. Tiêu Phàm cảm giác bản thân trở lại thời trẻ con, có điều, lực lượng trong cơ thể hắn lại vô cùng đáng sợ, so với chân long còn đáng sợ hơn. Bằng vào lực lượng hiện tại của ta, cho dù không có hồn lực, đoán chừng cũng có thể tay không xé nát chiến thánh cảnh sơ kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, ô ô, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần từ trong vui mừng, vô tận chi hỏa bốn phía đột nhiên biến cuồng bạo vô cùng,
phát ra tiếng hét giận dữ đáng sợ, đánh tới về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm còn đắm chìm trong niềm vui bản thân trở nên cường đại, đâu nghĩ đến vô tận chi hỏa sẽ bạo động. Trong lúc không kịp đề phòng, vô tận chi hỏa điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tiêu Phàm. Hắn rất muốn ngăn cản, nhưng mà căn bản không ngăn cản được, thân thể hắn tựa như một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt vô tận chi hỏa bốn phía. Tất cả vô tận chi hỏa đều tràn vào vị trí không gian bên trong đan điền hắn. Da rẻ non nớt của hắn hiện ra kim sắc quang mang, bị nướng đỏ bừng, có điều, cơ thể đã qua bách luyện, vô tận chi hỏa đã không uy hiếp được hắn. Tiêu Phàm lơ lửng ở giữa không gian biển dung nham màu vàng, cả người tựa như một hỏa nhân, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng, soi tất cả những thứ phát sinh trong đan điền. Không quá nửa canh giờ, vô tận chi hỏa kim sắc bốn phía, tất cả đều bị Tiêu Phàm thôn phệ không còn một mảnh, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm bạo phát ra. Oanh long long, đột nhiên, tiếng gầm gừ như sấm rền vang lên trong cơ thể Tiêu Phàm, lại lao nhanh như sông lớn, mãnh liệt như biển. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong đan điền Tiêu Phàm xông ra, vọt thẳng hướng toàn thân kinh mạch và tứ chi của hắn. Hồn lực, Tiêu Phàm kích động không kềm chế được, cỗ lực lượng kia, hắn cực kỳ quen thuộc, chính là hồn lực biến mất đã lâu, nó lại trở về. Giờ khắc này, Tiêu Phàm rất muốn thét lên, phát tiết ra ấm ức mấy tháng này, hắn không có hồn lực, rất nhiều chuyện không cách nào làm được, vô cùng bị động. Hắn chậm rãi bình tĩnh suy nghĩ, tâm thần chậm rãi chìm vào trong đan điền, khiến hắn kinh ngạc là, hồn hải cũng chưa xuất hiện. Hồn hải đâu? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn nghĩ không ra, chẳng lẽ bản thân không có hồn hải? Nhưng mà không có hồn hải, thì làm sao có thể nắm giữ hồn lực chứ? Nỗi lòng vừa mới bình tĩnh trong nháy mắt lại bắt đầu phập phồng, hắn lo lắng tới cực điểm. Có điều, lúc tâm thần Tiêu Phàm nhìn thấy tất cả trong đan điền, trong lòng hắn lập tức cả kinh. Chỉ thấy bên trong đan điền hắn, U Linh chiến hồn, vô tận chiến hồn, Tu La kiếm, tỏa hồn châu tất cả đều lơ lửng chung quanh đá trắng, bạch thạch tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng lại giống như chúa tể đất trời. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tu La kiếm đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong tay hắn. Ngay sau đó, U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn chậm rãi dung nhập vào trong huyết mạch hắn, giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác lực lượng bản thân lại tăng cường không ít. Mặc dù hắn còn chưa đột phá chiến thánh cảnh, nhưng chiến hồn hắn đã có thể hoàn toàn hòa làm một thể cùng huyết mạch. Tiêu Phàm thử đi thử lại nhiều lần, phát hiện chiến hồn cùng Tu La kiếm tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của, lúc này mới buông lỏng một hơi. Nhưng trong lòng hắn vô cùng không hiểu, nếu không có hồn hải, tại sao còn có thể thi triển ra hồn lực? Không đúng, cái này có vẻ như không phải hồn lực. Trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên giật mình, vừa rồi điều tra không kỹ, cho nên không phát hiện ra. Đến tận bây giờ, hắn mới phát hiện loại lực lượng này cũng không phải là hồn lực, chí ít, hồn lực không có khả năng bá đạo như thế. Oanh, Tiêu Phàm phóng xuất ra một cỗ khí tức bá đạo. Kim sắc nham tương hải chung quanh lập tức hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, căn bản tới gần không được Tiêu Phàm mảy may. Có điều, Tiêu Phàm hiện tại căn bản không có tâm tình đến cao hứng, việc cấp bách là làm rõ ràng bản thân trong cơ thể tình huống. Sau nửa ngày, tâm thần Tiêu Phàm rơi vào trên bạch thạch, chỉ thấy phía dưới bạch thạch lượn lờ một tầng sương mù trắng nhàn nhạt. Sương mù ngưng tụ không tan, bên trong sương mù, năm giọt chất lỏng óng ánh trong suốt lơ lửng, mặc dù Tiêu Phàm không biết chất lỏng này là gì, nhưng hắn biết rõ, lực lượng của mình chính là đến từ chất lỏng cùng sương mù này. Hắn chờ đợi hồi lâu, mất khoảng 6 canh giờ, phía dưới bạch thạch lại có thêm một giọt chất lỏng màu trắng. Tiêu Phàm rốt cục cũng biết rõ chất lỏng này là gì, chính là từ sương mù ngưng tụ mà thành, mà sương mù này, lại là từ thiên địa linh khí cùng hồn lực hội tụ mà thành. Tiêu Phàm có thể cảm nhận rõ ràng được bên trong chất lỏng màu trắng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cho dù là hắn cũng không thể nào đánh giá được. Dùng một giọt thử xem, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, bỗng nhiên, tâm thần hắn khẽ động, một giọt chất lỏng đột nhiên bắn ra, khuếch tán hướng về trong kinh mạch Tiêu Phàm. Oanh, khí diễm đáng sợ thiêu đốt từ trên người Tiêu Phàm, mãnh liệt không ngừng, nham tương bốn phía trực tiếp bị khí thế của Tiêu Phàm làm tung bay. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai chùm sáng từ trong mắt hắn bắn ra. Bên ngoài, phía trên biển dung nham,
quỷ vô môn tam đại phán quan cùng tứ đại quỷ chủ thủ hộ tại bốn phía chờ đợi người bên trong tu la bí cảnh đi ra. Gần ba ngày, Diêm La Phủ lại điều tới mấy trăm người, bọn hắn vây chật biển dung nham như nêm cối, những người này, yếu nhất cũng là tu vi chiến đế cảnh, thậm chí ngay cả số lượng chiến thánh cảnh cũng không ít. Có thể thấy Diêm La Phủ rất coi trọng Tu La Điện, chỗ này đã tương đương với trên một nửa lực lượng của Diêm La Phủ. Ba ngày rồi, vậy mà không có một ai đi ra. Quỷ vô môn lạnh lùng nhìn chằm chằm kim sắc hồn giới nói. Bọn hắn mặc dù biết rõ thế giới trong hồn giới không nhỏ, nhưng Tu La Bí Cảnh lớn hơn nhiều so với bọn hắn tưởng tượng, trong ba ngày muốn đi khắp Tu La Bí Cảnh, hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa, hiện tại phần lớn người đều bị tiếng long ngâm kia thu hút, tiến vào bên trong vụ hải hắc sắc. Huống chi, cho dù có người muốn rời đi, trong thời gian ngắn cũng không biết làm sao mới có thể rời khỏi Tu La Bí Cảnh. Oanh, đột nhiên, nham tương hải sôi trào, cuốn lên nham tương thủy triều cao chừng 10 trượng, vị trí biên giới hồn giới bắn ra hai đạo kim sắc quang mang, xông thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây. Chuyện gì xảy ra, đám người vô cùng kinh hãi. Ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt bị chỗ phát ra ánh sáng kia hấp dẫn. Đại trưởng lão, hay là dưới biển dung nham có dị bảo gì? Hai mắt vô thường phán quan tỏa sáng, hận không thể lập tức xuống dưới. Nham tương này nhiệt độ quá cao, cho dù có dị bảo, chúng ta cũng không có cách nào xuống đó. Quỷ vô môn lắc đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng trong đầu hắn lại lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Đại trưởng lão nói rất đúng. Chúng ta vẫn nên chờ đợi bọn hắn xuất hiện đi. Vô thường phán quan bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão, người có phát hiện là lần này chúng ta quá thuận lợi không? Có ý gì? Quỷ vô môn khó hiểu nói. Dựa theo lẽ thường, chiến thần điện sẽ không cho phép chúng ta lấy được tu la truyền thừa và mở ra tu la điện. Nhưng mà chiến thần điện chỉ phái Tư Không Vũ đến, mà Tư Không Vũ vì lợi ích cá nhân, không hề thông báo chiến thần điện. Vô thường phán quan cau mày nói. Ai mà chả ích kỷ, không phải sao? Quỷ vô môn lắc lắc đầu nói. Tất nhiên là ai cũng ích kỷ, nhưng ở trước sinh mệnh mình, ích kỷ thì có ích lợi gì, chỉ ít trong mắt ta, người chiến thần điện còn không có ai dám làm trái lại với ý của chiến thần điện chủ. Đại trưởng lão cảm thấy thế nào? Vô thường phán quan tiếp tục nói. Nghe vậy, quỷ vô môn không nói. Vô thường phán quan nói không sai. Chiến thần điện không có ai dám trái lại ý của chiến thần điện chủ. Trong lòng hắn cũng bắt đầu tính toán, quỷ vô môn trong lúc nhất thời nghĩ không ra, âm thầm trầm ngâm nói, chẳng lẽ Tư Không Vũ cố ý để con trai của hắn tiến vào tu la bí cảnh, chỉ là để chúng ta yên tâm, hắn làm như vậy thì có ích lợi gì? Dưới nham tương hải, Tiêu Phàm kinh ngạc cảm nhận được tự thân biến hóa, chất lỏng màu trắng kia ẩn chứa năng lượng quá là đáng sợ. Ta hiện tại cũng coi là bán bộ chiến thánh, cộng thêm lực lượng chất lỏng màu trắng này, cho dù chiến thánh trung kỳ đoán chừng ta cũng có thể chiến một trận. Trong lòng Tiêu Phàm tự nói, mặc dù không biết chất lỏng màu trắng này tên là gì, nhưng hiệu quả của nó không hề kém thông thần chi lực kia. Như thế, vậy gọi là tu la thần lực đi. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một đạo tinh quang, hít sâu một hơi nói. Cảm nhận được lực lượng bá đạo của tu la thần lực. Tiêu Phàm cũng hãi hùng khiếp vía. Hắn cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hồn hải không còn nữa, lại có thêm một tiểu không gian thần bí, một bên trong tiểu không gian này lại còn có thể ngưng tụ tu la thần lực kỳ dị. Vừa rồi chỉ sử dụng một giọt tu la thần lực, Tiêu Phàm liền cảm giác thực lực bản thân đạt tới một cấp độ đáng sợ. Tiêu Phàm nghĩ, tu la thần lực tuyệt đối không thể kém hơn so với thông thần chi lực, thậm chí có khi còn mạnh hơn. Không biết tu la thần lực có thể để những người khác sử dụng giống thông thần chi lực không? Trong lòng Tiêu Phàm sinh ra một ý nghĩ kinh người. Nếu như có thể thành công, vậy tuyệt đối là một trợ lực cường đại, bởi vì tu la chi lực, có thể làm cho người tu vi không cao bằng hắn đột phá một tiểu cảnh giới. Cũng đừng coi đây chỉ là một tiểu cảnh giới, lúc ấy chiến phong lôi chính là thi triển thông thần chi lực, thực lực trong nháy mắt từ chiến thánh trung kỳ đột phá chiến thánh hậu kỳ. Cho nên mới bức Tiêu Phàm biến thành tu la thể toàn thể. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Phàm thở dài một hơi thật sâu, thầm nói, đáng tiếc, không biết cửu trọng vô tận chiến quyết ở đâu, bằng không ta hiện tại đã có thể thử đột phá chiến thánh cảnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm phiền muộn, hiện tại hắn cách chiến thánh cảnh chỉ còn một bước,
nhưng lại không có cửu trọng vô tận chiến quyết. Hắn trước này đều là dùng vô tận chiến quyết tu luyện, đã không cách nào sử dụng những công pháp khác để đột phá, nhất là sau khi thức tỉnh tu la huyết mạch. Đây cũng là điểm khiến Tiêu Phàm đau đầu nhất, muốn đột phá chiến thánh cảnh, hắn nhất định phải tìm ra công pháp cửu trọng vô tận chiến quyết. Phải rồi, không còn hồn hải, chiến hồn khác của ta không biết còn có thể sử dụng không? Tiêu Phàm lại nghĩ đến một vấn đề, tâm thần chìm vào trong không gian nhỏ trong đan điền, hắn phát hiện, mấy đạo hư ảnh xoay chung quanh tỏa hồn châu, Long Ngao chiến hồn ngay tại trong đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Ngao chiến hồn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, khí thế đáng sợ lại gia tăng mấy phần. Vẫn còn có thể dùng, mặc dù không còn hồn hải, nhưng hiện tại ta nắm giữ chiến hồn, tương tự cũng có thể sử dụng hồn lực. Sau khi Tiêu Phàm kỳ lạ, lại vô cùng không hiểu. Hắn phát hiện thân thể bản thân quá kỳ lạ, đã chệch hướng khỏi con đường tu luyện truyền thống ở chiến hồn đại lục. Nếu như những người khác biết Tiêu Phàm không có hồn hải, nhưng lại có thể tu luyện bình thường, đoán chừng sẽ khiến nhiều người ngoác mồm đến mang tai. Hồn giới trên ngón tay hắn quang mang lóe lên, một bộ trường bào màu đen lập tức xuất hiện ở trên người hắn, hắn đã khôi phục tu vi bây giờ rốt cục có thể sử dụng hồn giới. Loại cảm giác này, khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng sảng khoái, trong lòng âm u quét qua hết sạch. Tiêu Phàm cũng rốt cục hiểu rõ, tại sao bản thân không cách nào sử dụng hồn lực, bởi vì đây là một quá trình tu la thần thể thuế biến. Nhắc tới cũng trùng hợp, tu la thần thể vốn dĩ thuế biến sẽ không cần thời gian dài như vậy, nhưng mà, bên trong huyết mạch Tiêu Phàm ẩn chứa nhiều loại linh dược bổ sung huyết khí dược lực. Những dược lực này, mặc dù luôn duy trì sinh mệnh Tiêu Phàm, nhưng mà cũng gián tiếp ngăn cản tu la thần thể của Tiêu Phàm thuế biến. Nếu như không phải rơi vào biển dung nham, huyết nhục bị vô tận chi hỏa rèn luyện hết những dược hiệu kia, có lẽ Tiêu Phàm bây giờ chỉ có một thân thể cường đại thôi. Lần này thu hoạch thật lớn, vô tận chiến hồn lại cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bình phục suy nghĩ. Trong lòng hắn cảm thán liên tục, có những lúc sự tình chính là kỳ diệu như vậy, phúc là chỗ dựa của họa, trong họa có phúc, trong phúc có họa, chưa đến cuối cùng thì không ai nói trước được. Oanh, từng tiếng vang truyền đến, lúc Tiêu Phàm triệu hồi ra Long Ngao chiến hồn, khí thế Tiêu Phàm cũng đạt tới đỉnh điểm, nham tương chung quanh quay cuồng, bị khí thế Tiêu Phàm gạt mở ra, dũng mãnh lao tới chung quanh. Toàn bộ biển dung nham cũng bắt đầu sôi trào, sóng lửa không ngừng lượn lờ trên hư không, phát ra từng đợt thanh âm ầm ầm. Hả, đột nhiên Tiêu Phàm cúi đầu, nhìn xuống phía dưới mặt đất, lại nhìn tới chỗ sóng nhiệt ngập trời. So với vị trí của hắn còn nóng rực hơn không ít. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, kinh ngạc nhìn phía dưới, chẳng lẽ phía dưới kia còn có thứ gì, bằng không nhiệt độ tại sao lại cao như vậy? Có vô tận chi hỏa, nhiệt độ này với ta mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì, đi xem chút cũng không sao, dù sao phía trên khả năng còn có người Diêm La phủ canh giữ. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nhủ vài câu, liền đi thẳng xuống phía dưới. Nham tương phía trước bị khí thế Tiêu Phàm chấn nhiếp, toàn bộ mãnh liệt hướng về hai bên, tự động nhường ra một con đường. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, hắn càng đi xuống, nhiệt độ chung quanh cũng ngày càng nóng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên đầu hắn lăn xuống. Nhiệt độ này với hắn mà nói mặc dù không tính là gì, nhưng Tiêu Phàm cũng cảm giác phải cố hết sức, hắn không biết mình đi xuống dưới trong bao lâu, trong lòng sinh ra ý nghĩ từ bỏ. Nhưng mà... Tiêu Phàm lại cảm thấy phía trước có một thanh âm đang kêu gọi hắn, loại kêu gọi này khiến Tiêu Phàm hơi chần chừ. Cảm giác này, lần trước tại U Minh Thâm Giản hắn cũng từng có, nhưng cũng chính vì thế, trong lòng Tiêu Phàm mới kiêng kỵ như vậy, phải biết, lần trước hắn suýt chút mất mạng. Mặc dù linh cảm có thời điểm là chính xác, nhưng một người tin vào linh cảm sẽ chỉ làm người đó chết càng nhanh. Hồng hộc lúc Tiêu Phàm muốn đánh trống lui quân. Tu la kiếm trong tay hắn đột nhiên bắn ra một đạo lợi mang sắc bén, lợi mang xông thẳng xuống phía dưới biển dung nham. Phốc suy một tiếng, nham tương hải trực tiếp tách ra từ trung gian, Tiêu Phàm nhìn lại theo kiếm mang, sau một khắc, hai mắt hắn bỗng chừng một cái, run nhẹ đến mấy lần. Chỉ thấy cách hơn vài chục trượng, một tòa cung điện kim bích huy hoàng lọt vào tầm mắt hắn, ngói lưu ly huyết sắc, đại trụ kình thiên kim sắc, khiến người ta cảm thấy một loại khí tức nặng nề. Trang nghiêm, trang trọng mà bá đạo. Tu La Điện chủ điện, Tiêu Phàm kinh ngạc phun ra mấy chữ, cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy,
Tu La Điện không phải là ở bên trong Tu La Bí Cảnh à, làm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chờ đã, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, trầm ngâm nói, lần trước ý thức ở trong Tu La Bí Cảnh đã trông thấy được Tu La Điện chủ đời trước chia Tu La Điện làm mấy phần, huyết lâu chỉ là chắc điện mà thôi, chủ điện cũng bị Tu La Điện chủ ném ra ngoài Tu La Bí Cảnh, tiến vào trong hư không vô ngần. Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu rõ, Tu La Bí Cảnh phía trên chỉ dùng để che giấu Tu La Điện chủ điện chân chính phía dưới mà thôi, Tu La Điện chủ điện căn bản không bị Tu La Điện chủ đời trước ném vào trong hư không. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười khổ một hồi, nói thầm, đoán chừng những sát phương trải qua thí luyện sát phương tiến vào Tu La Bí Cảnh đều sẽ nhìn thấy Tu La Điện chủ điện bị ném vào hư vô, ai nghĩ đến Tu La Điện chủ điện đang ở trước mặt chứ? Tiêu Phàm kỳ thật nghĩ sai rồi. Chỉ có bản thân hắn nhìn thấy Tu La chủ điện bị ném vào trong hư không vô ngần, không phải mỗi người đều nhìn thấy những thứ giống nhau. Lãnh Tiếu Nhận, Mộ Dung Dạ, Ảnh Phong, Phong Lang cùng Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy những thứ hoàn toàn khác nhau, đây cũng là nguyên nhân khiến bọn hắn vẫn cho là Tu La điện chủ điện ngay tại Tu La bí cảnh. Tứ đại sát phương như Lãnh Tiếu Nhận càng là vì Tu La nô ấn nên đã nhiều năm tìm Tu La chủ điện. Phải rồi. Về sau người sáng lập tam đại tổ chức sát thủ cũng từng tiến vào Tu La bí cảnh, nhưng mà không đạt được cái gì, nếu đã như vậy, tại sao Diêm La Phủ còn đến nơi này tìm kiếm Tu La điện chứ? Đột nhiên, Tiêu Phàm tựa như nhớ ra cái gì, hai mắt khẽ híp một cái. Trong đầu hắn lóe qua rất nhiều suy nghĩ, sau đó hít một hơi lạnh, hy vọng không phải như ta nghĩ, mặc kệ, tiến vào Tu La điện chủ điện trước đã rồi tính, có lẽ bên trong có cửu trọng vô tận chiến quyết. Nghĩ vậy, tim Tiêu Phàm đập rộn lên, nhanh chóng bay xuống phía dưới. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, mấy phút sau liền xuyên qua một tầng kim sắc hồn giới, tiến vào một khoảng không gian cực lớn. Khoảng không gian này, so với trước đó hắn chứng kiến còn lớn hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng hiểu rõ, vừa rồi chỉ là Tu La kiếm cố ý để hắn nhìn thấy Tu La điện chủ điện mà thôi, kỳ thật nơi này vẫn còn cách khá xa Tu La điện chủ điện. Có điều Tiêu Phàm đã có thể rõ ràng cảm ứng được phương hướng Tu La Điện, hắn trực tiếp đạp không mà lên, bay đi về nơi xa. Khoảng không gian nào rõ ràng khác biệt so với đọa lạc chi cốc mà trước đó Tiêu Phàm tham gia sát phương thí luyện tiến vào, khoảng không gian này vô cùng sáng, xoay quanh sơn mạch, cổ thụ san sát, sức sống dạt dào. Tiểu không gian bí cảnh đoán chừng không nhỏ hơn một tòa đế đô, nếu như có thể để ta sử dụng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, nơi này sức sống so với bí cảnh tiểu không gian của Sở gia còn nồng đậm hơn rất nhiều, nghiễm nhiên chính là một thánh địa tu luyện. Tiêu Phàm có ý nghĩ này cũng là rất bình thường. Có điều lần này, Tiêu Phàm không định đem tiểu không gian bí cảnh này cho Tiêu gia dùng, mà là cho bản thân hắn dùng, bởi vì sắp tới, Tiêu Phàm hắn muốn làm một đại sự, chính là thành lập Tu La Điện. Nơi này dĩ nhiên chính là đại bản doanh Tu La Điện. Lúc này, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần. Hắn biết rõ bản thân bây giờ nghĩ quá xa, việc cấp bách là tìm được Tu La Điện, nhìn xem trong đó có đồ vật giúp ích cho mình không. Dù sao, muốn luyện hóa không gian bí cảnh này không phải dễ dàng như vậy. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, phía trước hắn là một quảng trường khổng lồ, bốn phía còn có dấu vết kiến trúc. Bên bờ quảng trường, một tòa cung điện to lớn kim sắc đứng sừng sững. Cung điện dài khoảng 60-70 trượng. Rộng khoảng 40 trượng, cao hơn 20 trượng, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tòa đại điện, nhưng khí thế cực kỳ lớn. Trước đó từ bên ngoài nhìn thấy hư ảnh Tu La Điện chủ điện, đã đủ khiến người ta rung động, nhưng khi chân chính nhìn thấy, lại là một chuyện khác. Đại điện không biết dùng chất liệu gì rèn đúc thành, nhìn qua nó là một khối, có điều đã có dấu vết tang thương, vừa nhìn liền biết nó đã trải qua năm tháng vô tận, cũng không biết đã tồn tại bắt đầu từ niên đại nào. Chí ít trên vạn năm. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ nói, đây chỉ là ước chừng, lần trước lúc giải trừ Tu La kiếm cái bóng mờ kia đã nói như vậy, hắn chờ đợi Tu La điện chủ thời gian vạn năm. Tiêu Phàm đáp xuống quảng trường, chậm rãi đi đến đại điện, khoảng cách rút ngắn dần, Tiêu Phàm cảm thấy ánh sáng chung quanh đại điện ngày càng ảm đạm tự nhiên. Trong lòng hắn vô cùng trầm trọng, có cảm giác như triều thánh. Hồi lâu, Tiêu Phàm rốt cục đi tới cửa đại điện. Cửa điện đóng chặt, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được sự nặng nề cùng tang thương của nó. Nhịp tim hắn cũng bắt đầu tăng nhanh,
tòa đại điện này đã trải qua 18 đời Tu La Điện điện chủ, bên trong rốt cuộc có cái gì? Hắn duỗi hai tay ra, chậm rãi đẩy cửa điện Tu La Điện ra, khiến hắn kinh ngạc là, hắn dùng một phần lực lượng, vậy mà thậm chí ngay cả một cánh cửa cũng không đẩy ra được. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, hít sâu một hơi, sau đó dùng ba phần sức mạnh, đáng tiếc cửa vẫn lặng im bất động. Năm phần, tám phần, mười phần sức mạnh thì cũng vậy, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên khó coi, tựa như thân ở trước một cái kho chứa nhiều vật quý, lại không cách nào vào được bên trong đó, khó chịu tới cực điểm. Đợi đã, có lẽ cửa điện này cũng không phải dựa vào thực lực để đẩy ra. Tiêu Phàm ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu đánh giá bốn phía. Sau một lát, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào phía trên cầu khắc cửa điện, trên cầu khắc răng các loại đường vân. Khiến Tiêu Phàm kinh hãi là, hắn vậy mà xem không hiểu. Phải biết là hiện tại hắn đã là hồn điêu sư cấp truyền kỳ. Hồn văn đến hắn còn xem không hiểu thì chí ít cũng phải là hồn văn cao giai cấp truyền kỳ, thậm chí cấp thủy tổ. Không phải Tiêu Phàm tự đại, cho dù là hồn văn cao giai cấp truyền kỳ, hắn mặc dù không nhìn thấu, nhưng nhất định vẫn hiểu một chút, vậy suy ra, hồn văn này nhất định là cấp thủy tổ. Đến hồn văn trên cửa điện cũng là cấp thủy tổ, Tiêu Phàm không khỏi thầm than, quả nhiên không hổ là một trong tam đại chí cao thần điện trong truyền thuyết. Hồn văn này cùng với ngũ hành phong ấn lúc trước nhìn thấy sao có chút giống nhỉ. Tiêu Phàm buồn bực, đột nhiên sắc mặt rạng rỡ, lấy Tu La kiếm ra nhẹ nhàng vạch một cái trên cổ tay, một tia máu tươi bắn ra, lập tức rơi vào phía trên đường vân kia. Sau một khắc, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, máu tươi trên cổ tay hắn vậy mà không hề dừng lại, điên cuồng dũng mãnh lao tới bên trong đường vân. Con mẹ nó, một màn này dọa Tiêu Phàm phát sợ. Trực tiếp tuôn ra mấy câu chửi tục, sau đó nhanh chóng lui về sau, nếu không ngăn cản, cứ tốc độ như vậy, máu tươi của hắn không bao lâu nữa sẽ bị hút không còn một giọt. Khiến hắn vui mừng là, khi máu tươi hắn tràn ngập tất cả đường vân, hồn văn liền ngừng hút máu. Ong ong cùng lúc đó, từng đạo huyết sắc quang mang gào thét ra, hồn văn kia tựa như trong nháy mắt sống lại, bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng. Trong chốc lát, hồn văn liền biến thành một hình dạng khác. Một cái bóng mở từ bên trong hồn văn lan tràn ra. Quả nhiên là huyết văn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái gọi là huyết văn chính là phải dùng máu tươi để mở, như vậy, huyết văn chí ít cũng là hồn văn cấp truyền kỳ. Con người Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cửa điện Tu La Điện, khi thấy hiện ra hư ảnh, con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại. Hư ảnh kia chính là Tu La, tại sao còn chưa mở ra? Tiêu Phàm cau mày một cái, huyết văn đã mở ra. Tại sao Tu La Điện còn chưa mở? Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm rơi trên một cái khe hở phía trên cửa điện, sau đó nhìn Tu La kiếm trong tay một chút, đưa tay vung lên, Tu La kiếm vững vàng cắm ở phía trên cửa điện kia. Oanh long long, sốt cục, cửa điện đại điện rung rung, chậm rãi mở ra, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Bên trong đại điện, vô cùng sáng trưng, trên vách tường bốn phía nạm vô số dạ minh châu. Tựa như mặt trời giữa trưa, dù đã qua ngàn năm, bọn chúng vẫn không vướng bụi bặm. Tiêu Phàm mở bàn tay, Tu La kiếm rung động một cái, đột nhiên rơi vào trong tay hắn, sau đó hít sâu một hơi, bước một bước vào bên trong cửa điện. Oanh một tiếng, cửa điện đóng lại, Tiêu Phàm giật mình, nhìn phía sau một cái, cau mày. Có điều, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, nếu như đã tiến vào nơi này, bất luận có thể ra ngoài hay không. Đều phải làm rõ những thứ trong này trước đã, rốt cuộc là trong này có cái gì. Trong đại điện yên tĩnh như nước, thanh âm gì cũng không có, Tiêu Phàm có thể nghe được rõ tiếng hít thở của mình. Lúc này, hắn lúc này mới bắt đầu dò xét tất cả trong đại điện, đại sảnh vô cùng to lớn, sức chứa mấy nghìn người mà không phải chen chúc. Hai bên gồm 9 cái đại trụ kình thiên xông thẳng lên trời, bên trên đại trụ khắc kim long, vô cùng to lớn. Phía trên thủ tọa chính giữa phía trước, trưng bày một cái ghế hoàng kim, giống như một con rồng nằm dài, vây chỗ ngồi vào chính giữa, quý khí chí tôn. Chỗ khác lại vắng vẻ vô cùng, Tiêu Phàm dò xét hồi lâu, cũng không phát hiện đồ vật đặc biệt gì, điều này không khỏi làm hắn có chút thất vọng. Chẳng lẽ đây chỉ là một tòa điện trống không? Không phải chứ. Tiêu Phàm thu tâm thần lại, đột nhiên ánh mắt bị long ỷ phía trước hấp dẫn, phía trên giống như trưng bày một vật. Không dùng hồn lực quan sát thì căn bản không nhìn thấy. Hít sâu một hơi,
Tiêu Phàm chậm rãi đi đến hướng Long ỷ. Tiêu Phàm từng bước một đi đến Long ỷ, hắn càng tới gần, Tu La kiếm trong tay hắn rung động mãnh liệt, kiếm khí gào thét, vần quanh thân Tiêu Phàm. Hồi lâu, Tiêu Phàm rốt cục đi tới trước mặt Long ỷ, lúc này hắn mới thấy rõ ràng một bên Long ỷ vậy mà bày biện một chiếc hộp màu đỏ ngòm. Trước đó lúc hồn lực Tiêu Phàm chạm tới chiếc hộp màu đỏ ngòm này, vậy mà quỷ dị bị hộp này nuốt chửng lấy, cũng chính do nguyên nhân này, Tiêu Phàm mới biết trên Long ỷ vẫn còn một vật. Cúi xuống, Tiêu Phàm cầm lấy chiếc hộp màu đỏ ngòm, hộp không lớn, chỉ tầm một thước, cầm vào tay khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Thứ gì mà nhẹ như vậy? Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực, đồ vật có thể được Tu La Điện chủ coi trọng, xem ra không phải bình thường. Ong ong, nhưng mà không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên một đạo quang mang sáng chói từ phía trên kim long nở rộ ra, một cỗ khí tức đáng sợ đặt ở trong lòng Tiêu Phàm. Phốc, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra 5-6 trượng, đập ầm ầm tại trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng sôi trào không thôi. Hai chân hắn có chút nhũn ra, suýt thù quỳ sát xuống dưới, trong cơ thể truyền đến thanh âm ken két, xương cốt suýt vỡ vụn. Tiêu Phàm cùng lúc vận dụng Tu La ý chí cùng bất hủ ý chí, chống cự cỗ uy áp tràn đầy kia, mặc dù vậy, hắn cũng không phải đối thủ của cỗ uy áp kia, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Bang, Tiêu Phàm dùng Tu La kiếm chống đỡ lấy thân thể, không cho thân thể quỳ xuống dưới, sau đó gian nan ngẩng đầu nhìn phía trước, hư không phía trước hiện lên một thân ảnh. Thân ảnh không lớn, thậm chí có chút gầy gò, nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, lông mày hình kiếm, mắt sáng, thâm thúy lăng lệ, mũi cao thẳng, tóc dài đen phiêu giật, cả người lộ ra tư thế hiên ngang, cảm giác siêu phàm nhập thánh. Con người Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kêu lên sợ hãi, Tu La Điện chủ đời trước. Không sai, thân ảnh này chính là Tu La Điện chủ đời trước mà lần trước ý thức Tiêu Phàm trong Tu La bí cảnh nhìn thấy. Nghe được lời Tiêu Phàm, trên mặt hư ảnh kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Vãn bối Tiêu Phàm, bái kiến tiền bối. Tiêu Phàm vội vàng thi lễ, trong giọng nói đều là ý cung kính, trong lòng hắn vô cùng không bình tĩnh, lần trước, chẳng lẽ Tu La Điện chủ đời trước thực sự từng gặp hắn? Phải biết, đây chính là xuyên qua thời gian ngàn năm, chẳng lẽ Tu La Điện chủ nắm giữ năng lực xuyên không? Không cần vậy, ngươi và ta đều là người được ứng kiếp, không nghĩ tới thời gian ngàn năm trôi qua nhanh như vậy. Tu La Điện chủ thản nhiên nói, trong mỗi lời nói mỗi hành động, đều ẩn chứa thanh âm bá đạo. Tiền bối, cái gì là người ứng kiếp? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, không hiểu lời này là ý gì. Tất nhiên là người ứng kiếp mà sinh ra. Ngữ khí Tu La Điện chủ có chút trầm trọng, thời gian tàn niệm của ta không có nhiều, ngươi có vấn đề gì thì hỏi đi, nếu có thể trả lời ngươi ta sẽ tận lực trả lời. Là ai giết tiền bối? Phải chăng là chiến thần điện cùng truyền thừa điện? Tiêu Phàm không chút do dự mở miệng nói, nghi vấn này luôn ở trong đầu hắn, hắn còn nhớ kỹ nhắc nhở ngàn năm kia. Bọn hắn có là gì mà đòi giết được ta? Tu La Điện chủ cười lạnh một tiếng, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, dù chỉ là một tàn ảnh nhưng khí thế vẫn ngất trời. Người xui xéo lại là Tiêu Phàm, hắn đâu nghĩ đến Tu La Điện chủ đời trước đột nhiên phát ra lửa giận lớn như vậy, có điều Tiêu Phàm cũng có thể từ trong miệng Tu La Điện chủ nghe ra một ý khác. Đó chính là Tu La Điện chủ quả thực có thù với chiến thần điện cùng truyền thừa điện, điều này cũng nhắc nhở Tiêu Phàm cảnh giác. Tiêu Phàm đứng vững trước cỗ áp lực thật lớn kia, cắn răng nói, không phải chiến thần điện cùng truyền thừa điện, vậy là ai? Vấn đề này, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, bây giờ trả lời ngươi, lại khiến cho ngươi có áp lực quá lớn. Tu La Điện chủ lung lay nói. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ còn có thế lực đáng sợ hơn cả chiến thần điện cùng truyền thừa điện? Trong đầu hắn lóe qua rất nhiều suy nghĩ, một cái quỷ trảo hiện lên ở trong lòng hắn. Vốn dĩ hắn coi là chủ nhân quỷ trảo kia chính là lão bất tử nào đó của chiến thần điện hoặc là truyền thừa điện. Nhưng hiện tại xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy. Sau đó Tiêu Phàm lại nghĩ tới không lâu trước đó có gặp ngũ hành phong ấn, mặc dù hắn không thể xác định, nhưng hắn biết rõ, cái chết của Tu La Điện chủ có khả năng có quan hệ với nó. Xem ra, người đã thấy nhắc nhở ngàn năm trước của ta cho ngươi. Tu La Điện chủ tiếp tục mở miệng. Nói ta mặc dù không có chứng cứ xác thật, nhưng có thể khẳng định, chiến thần điện cùng truyền thừa điện chính là kẻ cầm đầu hủy diệt Tu La Điện ta.
đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm cảm kích thi lễ, nói tiền bối có lẽ còn chưa biết, truyền thừa điện sớm đã không còn tồn tại nữa. À, Tu La Điện chủ hiển nhiên có chút ngoài dự liệu, sau đó Tiêu Phàm nói một lần những thứ hắn biết, thần sắc Tu La Điện chủ lấp lóe không yên. Lúc này, trong mắt hắn lóe lên một vòng lăng lệ nói, không nghĩ tới chiến thần điện vậy mà cầm đầu chiến hồn đại lục. Cũng không thể nói là cầm đầu, chí ít, có vài cổ tộc chỉ là mặt ngoài phục tùng chiến thần điện mà thôi, cho nên mới cố ý ẩn thế, không phát sinh tranh chấp ngoại giới. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Sau đó dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói, phải rồi tiền bối, ta đã thấy người hồn tộc, tại sao bọn hắn nói hồn tộc cùng Tu La tộc ta chính là chiến hữu. Nói đến cùng, Tiêu Phàm có chút bận tâm an nguy của tiểu ma nữ, dù sao nàng cũng là rời đi theo Trầm Huyễn Ngân. Xem như thế đi, hồn tộc, linh tộc, chiến tộc, băng tộc, đều đã từng là chiến hữu Tu La nhất mạch ta, đáng tiếc, cuối cùng chiến tộc có vài người làm phản. Vốn dĩ ta coi là tất cả chủng tộc khác đều bị hủy diệt, không nghĩ tới bọn hắn vẫn còn tồn tại trên thế gian. Trong mắt Tu La Điện chủ lóe lên một vẻ tưởng nhớ. Không biết tiền bối có biết hồn tộc Lưu Ly Thánh Đảo ở đâu không? Tiêu Phàm lại hỏi, chờ hắn xử lý xong chuyện nơi này, Tiêu Phàm khẳng định đi hồn tộc một chuyến. Chỉ là hiện tại hắn căn bản không biết Lưu Ly Thánh Đảo ở đâu, nếu hỏi người khác, không bằng hỏi Tu La Điện chủ. Trên Đông Hải, Tu La Điện chủ lời ít ý nhiều. Tiêu Phàm cau mày một cái, Đông Hải hắn biết rõ, nghe đồn, bốn phía chiến hồn đại lục chính là biển đảo mênh mông. Biển phía đông tên là Đông Hải. Nhưng Đông Hải vô biên vô hạn, muốn tìm một hòn đảo nhỏ, làm sao dễ dàng như vậy? Tiêu Phàm còn muốn nói thêm gì đó, Tu La Điện chủ ngắt lời, thời gian của ta không nhiều, hỏi những chuyện quan trọng nhất đi, không nên lãng phí vào những vấn đề này. Cuối cùng sẽ có một ngày, nếu như ngươi có đủ thực lực chống lên một khoảng trời riêng, không cần ngươi tìm bọn hắn cũng sẽ tìm đến ngươi. Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi. Không biết lời này của Tu La Điện chủ là ý gì, có điều hắn cũng biết, những vấn đề này, bản thân có thời gian để xử lý. Ngược lại có một vài vấn đề, chỉ có Tu La Điện chủ mới có thể giải đáp. Tiền bối, không biết bên trong hộp này là thứ gì? Tiêu Phàm lại hỏi, vừa rồi hắn thử mở chiếc hộp màu đỏ ngòm ra, nhưng căn bản là không mở được. Ta cũng không biết, đây là đồ vật trải qua Tu La Điện chủ truyền thừa tới. Tu La Điện chủ lắc đầu, bởi vì ta thời kỳ đỉnh cao cũng không có thực lực mở ra. Tiền bối, lúc ấy ngài là cảnh giới gì? Tiêu Phàm rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, đến cả Tu La Điện chủ một đời như hắn còn mở không ra, làm sao khiến hắn không kinh ngạc chứ? Chiến thần cảnh, Tu La Điện chủ hít sâu một hơi nói, lúc nói ra câu này, con người hắn cũng nhìn chằm chằm chiếc hộp màu đỏ ngòm trong tay Tiêu Phàm, rất hiển nhiên. Hắn cũng vô cùng hiếu kỳ bên trong hộp này là thứ gì. Đáng tiếc, không chỉ hắn, các Tu La Điện điện chủ trước đều không biết trong này đến cùng là vật gì. Hittt Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn hộp trong tay, chẳng biết tại sao, cái hộp nhẹ như lông hồng này lại cho hắn cảm giác nặng tựa Thái Sơn. Chiến thần cảnh, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, đến Tu La Điện chủ đều không thể mở cái hộp này ra, hắn cầm thì có tác dụng gì. Tiêu Phàm nhìn về phía chiếc hộp màu đỏ ngòm trong tay cũng tràn ngập hiếu kỳ, đáng tiếc hiện tại hắn cũng không thể làm gì, trực tiếp bỏ hộp vào bên trong hồn giới. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm khôi phục suy nghĩ một chút, lần nữa nhìn về phía Tu La Điện chủ nói, tiền bối, ta hiện tại đã đột phá đến chiến đế cảnh đỉnh phong, cách chiến thánh sơ kỳ cũng chỉ còn một bước, nhưng hiện tại ta không có công pháp cửu trọng vô tận chiến quyết và thập trọng. Cũng khó trách Tiêu Phàm khẩn trương như thế. Vốn dĩ hắn còn muốn đi Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn một chuyến, tìm kiếm cửu trọng vô tận chiến quyết. Không nghĩ tới ở đây gặp được thân ảnh Tu La Điện chủ đời trước, hơn nữa Tu La Điện chủ đời trước lại còn là chiến thần cảnh, đột phá chiến thần cảnh đâu thể không có cửu trọng và thập trọng vô tận chiến quyết chứ. Thời điểm trước đó nhìn thấy Tu La Điện, Tiêu Phàm còn nghĩ chỉ cần được cửu trọng vô tận chiến quyết liền vừa lòng thỏa ý, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại chờ mong có được thập trọng. Như vậy, dù là đột phá chiến thần cũng không cần lo lắng về công pháp. Cửu trọng công pháp ta có, nhưng thập trọng. Tu La Điện chủ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đưa tay một chút, một vệt sáng bắn vào trong đầu Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cảm giác trong nháy mắt trong đầu có thêm một vài đồ vật,
đó là một đoạn công pháp khẩu quyết, hiển nhiên là cửu trọng vô tận chiến quyết. Hơn nữa, còn có không ít cảm ngộ liên quan tới công pháp. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trong lòng bị thủ đoạn Tu La Điện chủ đời trước chấn kinh, công pháp cửu trọng vậy mà trực tiếp in vào trong đầu mình, vung đi không được. Có điều vừa nghĩ tới Tu La Điện chủ đời trước dù sao cũng là chiến thần cảnh, có thể làm được bước này cũng có tình lý. Người muốn hỏi tại sao ta không có thập trọng sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm há miệng muốn nói, Tu La Điện chủ tiếp tục nói, bởi vì vô tận chiến quyết vốn không có thập trọng, hoặc có lẽ là, vô tận chiến quyết vốn dĩ không có khẩu quyết đặc thù. Tiêu Phàm nghe lời này liền như lọt vào trong sương mù, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, cũng khó trách hắn không hiểu như thế, đằng trước cửu trọng vô tận chiến quyết rõ ràng đều có khẩu quyết. Tu La Điện chủ sao không biết suy nghĩ của Tiêu Phàm, lại giải thích, đằng trước cửu trọng công pháp là qua Tu La Điện chủ tổng kết ra, tạm thời mà nói có lẽ là hoàn mỹ nhất, nhưng còn có chỗ trống để cải tiến. Tiền bối vậy làm sao đột phá được chiến thần cảnh, có cửu trọng vô tận chiến quyết. Tiêu Phàm cũng không lo lắng vấn đề đột phá chiến thánh cảnh. Hắn hiện tại lo lắng là, đột phá chiến thần cảnh, có lẽ những người khác cho là Tiêu Phàm là mơ tưởng xa vời, nhưng Tiêu Phàm lại cực kỳ tự tin. Đột phá chiến thánh cảnh, cách chiến thần cảnh còn xa sao? Vô tận chiến quyết, chính như tên của nó vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, dựa vào vô tận chiến điển có thể nhanh chóng lĩnh ngộ những công pháp cùng chiến kỹ khác. Sau đó dung nhập bên trong vô tận chiến điển. Mà vô tận chiến quyết, chính là sau khi người ta thông qua vô tận chiến điển lĩnh ngộ những công pháp cùng chiến kỹ khác mới lĩnh ngộ ra, có thể nói, vô tận chiến quyết là tinh hoa của chiến kỹ khác. Người muốn đột phá chiến thần cảnh, cũng chỉ có thể tham khảo những công pháp cùng chiến kỹ khác, tốt nhất là chiến kỹ cùng công pháp cửu phẩm trở lên, dạng công pháp này bên trong Tu La truyền thừa có rất nhiều. Tu La Điện chủ nói một hơi rất nhiều. Tiêu Phàm đại khái hiểu ra cái gì, ngưng tiếng nói cách khác, thập trọng vô tận chiến quyết căn bản không tồn tại, hoặc có lẽ là vô tận chiến quyết đều căn bản không tồn tại, tất cả những thứ này, đều là vì nguyên nhân vô tận chiến điển. Nói đến đây, tâm thần Tiêu Phàm chìm vào bên trong đan điền, phía dưới đá trắng, vô tận chiến điển lẳng lặng lơ lửng, tản ra quang mang kim sắc. Tiêu Phàm phát hiện, bản thân vẫn luôn đánh giá thấp diệu dụng của vô tận chiến điển, trong lòng nghĩ thầm. Về sau tu luyện công pháp cùng chiến kỹ, nhất định phải sử dụng lực lượng vô tận chiến điển. Không sai. Tu La Điện chủ nghe được lời Tiêu Phàm, gật gật đầu, có lẽ, vô tận chiến quyết không chỉ có thập trọng, còn có thập nhất trọng, thập nhị trọng, thậm chí cao hơn, cao đến mức người ta không cách nào tưởng tượng. Trong mắt Tu La Điện chủ lóe qua một tia tiếc hận, nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ đi thăm dò cảnh giới cao hơn kia, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ còn lại một sợi tàn niệm. Cảnh giới cao hơn sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nắm đấm nắm chặt, trong lòng lại bổ sung một câu, chẳng lẽ phía trên chiến thần cảnh, thực còn có cảnh giới khác? Kiếp trước Tiêu Phàm nghe nói học tập là mãi mãi, hiện tại hắn mới hiểu, hóa ra tu luyện cũng là vĩnh viễn. Thời gian của ta không còn nhiều, còn có hai chuyện cuối cùng bàn giao cho ngươi, hy vọng có chỗ trợ giúp đối với ngươi. Tu La Điện chủ nói. Tiền bối mời nói. Tiêu Phàm cung kính nói, vểnh tai nghe, sợ bỏ lỡ cái gì. Chuyện thứ nhất, liên quan tới tả hữu hộ pháp Tu La Điện, lúc trước ta biết rõ đại kiếp của Tu La Điện sắp tới, sớm đã sắp xếp không ít người, tả hộ pháp cùng một vài bộ hạ của ta phong ấn ở bên trong thần kiếp chi địa, vị trí cụ thể một lúc nữa sẽ nói cho ngươi biết. Mà hữu hộ pháp lại bị ta phong ấn riêng trong Tu La bí cảnh, mặc dù qua thời gian ngàn năm, huyết khí của hắn có lẽ đã trôi đi không ít. Nhưng có lẽ vẫn còn sống, tin tức của hắn, một lúc nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở dĩ nói cho ngươi những điều này, là hy vọng ngươi có thể cứu bọn hắn ra. Về phần bọn hắn sau này có nguyện ý đi theo ngươi hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Tu La Điện Điện chủ khẽ mỉm cười nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định hết sức cứu bọn hắn ra, cũng tuyệt đối không làm khó bọn hắn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Tu La Điện chủ hài lòng gật đầu, hắn sở dĩ nói như vậy, không phải là muốn nghe được câu nói này của Tiêu Phàm hay sao? Việc thứ hai, Tu La Điện chủ đều là người ứng kiếp, có thể chúng ta đều thất bại, nhưng ta hy vọng ngươi có thể phá trừ ma chướng này, 18 người chúng ta liền sẽ mỉm cười dưới suối vàng. Tu La Điện chủ ngẩng đầu nhìn về chân trời, thần sắc có chút mờ mịt.
ta sẽ cố gắng. Mặc dù Tiêu Phàm không biết ma chướng trong miệng Tu La Điện Chủ là ý gì, nhưng Tiêu Phàm lại tràn ngập tự tin. Ai dám ngăn ta, ta trực tiếp một quyền đánh nát, một kiếm chảm phá, đây chính là quy tắc làm việc của Tiêu Phàm. Không nên chống cự, hy vọng tàn niệm của ta có thể có chỗ trợ giúp đối với ngươi. Tàn niệm Tu La Điện Chủ đột nhiên ảm đạm rất nhiều, hóa thành vô số điểm sáng dũng mãnh lao tới về trong cơ thể Tiêu Phàm. Đa tạ món quà của tiền bối. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, một cỗ khí thế đáng sợ từ trong cơ thể Tiêu Phàm mãnh liệt cuộn trào ra. Dưới chân hắn, dâng lên một biển máu, huyết hải không ngừng bốc lên, gào thét, âm thầm có thể nhìn thấy vô số hải cốt trôi nổi trong đó, vô cùng đáng sợ, lạnh lẽo, nghiễm nhiên chính là một khoảng Tu La. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, hắn vội vàng vận chuyển cửu trọng vô tận chiến quyết, sau một khắc, một cỗ khí tức cực kỳ huyền diệu từ hắn trên người lan tràn ra. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là địa bàn độc hữu khí tức, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm chuẩn bị đột phá chiến thánh cảnh. Lúc Tiêu Phàm đang ra sức đột phá chiến thánh cảnh, trong biển mây hắc sắc của Tu La bí cảnh rộng lớn, bọn phong lang máu me khắp người, đang nhanh chóng chạy trốn trong biển mây. Sau lưng bọn họ, từng đạo bóng đen lít nha lít nhít lấp lóe. Mặt đất truyền đến một trận thanh âm xương vỡ vụn. Mẹ kiếp, hết chưa vậy, chẳng lẽ người Diêm La Phủ đều chết hết rồi sao? Ảnh Phong nổi giận mắng, dưới chân lại không có mảy may dừng lại, nhanh chóng chạy vội bên trong biển xương, có chút thở không ra hơi. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn đã cùng những người biến ảo từ thực cốt trùng chém giết một khoảng thời gian, ngay từ đầu còn khá dễ thở, dù sao gặp phải thực cốt trùng còn tương đối ít. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, thực cốt trùng ngày càng nhiều, đi tới đâu cũng xuất hiện. Hơn nữa, giờ phút này bọn Ảnh Phong cũng đã bị thương nhẹ, trên người nhiều chỗ chảy ra máu, thực cốt trùng ngửi được mùi máu tươi lập tức liều chết truy sát. Cho nên bây giờ, truy sát bọn hắn không chỉ là những người thực cốt trùng biến ảo thành, còn có thực cốt trùng lít nha lít nhít, bọn hắn đã không dám chính diện đối địch. Thôn phệ một ngụm huyết nhục, liền có thể biến ảo thành một tu sĩ cùng giai. Dù bọn chúng chỉ có thể kiên trì nửa nén hương, nhưng đó cũng là cực kỳ khủng bố. Huyết Vô Tuyệt mặt âm trầm. Thân hình có chút tả tơi, trên người mấy chỗ tràn ra máu tươi, dù dùng hồn lực ngăn cản khí tức huyết dịch khuếch tán cũng không có chút tác dụng nào, thực cốt trùng căn bản không xem sự tồn tại của hồn lực, bọn chúng chỉ ngửi thấy mùi máu tươi mỹ vị. Bây giờ muốn ra ngoài nhất định là không có khả năng, thực cốt trùng bên ngoài ngày càng nhiều, chỉ có thể chạy tới chỗ sâu nhất. Hy vọng có thể rời đi từ một phương hướng khác. Sắc mặt Mộ Dung Dạ lạnh lẽo. Bọn hắn có chút hối hận, sớm biết thì đã cùng Diêm La Tử liều một trận, cũng không cần khó chịu như bây giờ. Đường đường tu sĩ chiến đế đỉnh phong, lại bị một đống côn trùng đuổi theo, dù là ai trong lòng cũng đều cảm thấy ấm ức. Nhưng mà, những thực cốt trùng này rất thông minh, người bị bọn chúng giết chết, bọn chúng sẽ không thôn phệ duy nhất một lần. Mà chỉ cắn một cái, chỉ cần đủ để biến ảo là được. Mặc dù năng lực biến ảo chỉ có thể bảo trì thời gian không đến một nén nhang, nhưng mấu chốt là bọn chúng mang theo thi thể tu sĩ nhân loại, mỗi khi biến hình trở lại như cũ, bọn chúng liền tiếp tục thôn vệ một ngụm huyết nhục, lần nữa biến ảo thành tu sĩ nhân loại. Tốc độ bọn phong lang rất nhanh, tạm thời không rơi vào trong tay thực cốt trùng, nhưng tu sĩ Diêm La Phủ lại tử thương không ít, thực cốt trùng cũng giống như quả cầu tuyết. Càng thêm to lớn. Giờ phút này thực cốt trùng truy sát bọn hắn tính ra có đến hàng trăm, trong đó có mấy trăm con biến ảo thành chiến đế cảnh. Mấy trăm chiến đế cảnh, cho dù chiến thánh cảnh đoán chừng cũng phải cân nhắc một chút, huống chi những tu sĩ chiến đế cảnh như bọn hắn, mấu chốt là bọn hắn còn phải đề phòng thực cốt trùng khác đánh lén. Hiện tại Tiểu Kim cùng Tiểu Minh không tìm được, bản thân bọn hắn lại rơi vào trong hiểm cảnh, hơn nữa Long Vũ cũng biến mất. Bọn hắn không biết làm sao đối mặt với Tiêu Phàm. Mấy người lao nhanh một đường, tốc độ nhanh vô cùng, cũng không biết chạy bao lâu, hồn lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Khiến bọn hắn kinh dị là bên trong vân hải đen kịt vô cùng vậy mà chậm rãi xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng mặc dù rất ảm đạm, nhưng là quả thực là có, hơn nữa mây mù bốn phía cũng mỏng đi không ít. Có điều, cỗ lạnh ý kia lại càng lạnh hơn trước đó. Trong không khí còn kèm theo một loại khí tức cực kỳ ngột ngạt, kiềm chế. Lạnh quá. Ảnh Phong không khỏi lạnh run, răng có chút run rẩy,
hơi thở trong hư không trong nháy mắt đông kết thành vụn băng rơi trên mặt đất, nhiệt độ bốn phía thấp đến đáng sợ. Thực cốt trùng có vẻ như không đuổi kịp. Huyết Vô Tuyệt nhìn lại phía sau, lại phát hiện, từng bóng đen đứng ở bên trong sương mù, cũng không tiếp tục đuổi lên. Đám người thấy thế, tất cả đều buông lỏng một hơi, thực cốt trùng này truy đến mức bọn hắn đều kinh hồn táng đảm. Mọi người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Mộ Dung Dạ nhắc nhở. Không sai, đến thực cốt trùng còn cảm nhận được nguy hiểm, không dám tùy tiện tới gần, mức độ nguy hiểm nơi này đoán chừng không nhỏ hơn so với thực cốt trùng. Lãnh Tiếu Nhận gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá bốn phía. Sương mù mờ mịt lượn lờ, chậm rãi phiêu động tại hư không, mặt đất đã không còn sương mục nát, có điều lại đỏ như máu, giống như bị nước máu tươi tưới mà thành. Xa xa nhìn lại, chung quanh không có chút sự sống nào, âm u đầy tử khí, bốn phía lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Trên không trung, một tầng sương máu lượn lờ, ngưng tụ thành hình thù kỳ quái, lộ ra hình dạng dữ tợn, chấn nhiếp nhân tâm. Gió lạnh thổi qua, đám người không khỏi run run, nhiệt độ nơi này, cho dù chiến đế đỉnh phong cũng có chút không tiếp nhận được. Sát khí thật đáng sợ, hàn ý đáng sợ như thế, lại là sát khí tạo thành. Huyết Vô Tuyệt cau mày, không khỏi hít một hơi lạnh. Mấy người tiếp tục tiến lên, không có thực cốt trùng truy sát, tốc độ bọn họ cũng chậm đi, nơi không biết thường là nơi nguy hiểm nhất, bọn hắn không dám không kiêng nể gì cả xông vào. Sau nửa ngày, bọn hắn rốt cục dừng lại, cách phía trước bọn hắn không xa là một đồi núi không cao, đồi núi cũng chỉ cao 10 trượng trở xuống, phía trên không có một ngọn cỏ, cái gì cũng không có. Bên cạnh đồi núi một tấm bia đá đứng đấy, tấm bia hẹp dài, như cùng một chuôi cự kiếm cắm vào trong đất, hơn nữa sớm đã có dấu vết phong hóa. Đồi núi lẻ loi trơ trọi biệt lập ở chỗ này, bốn phía lại là một khoảng bình nguyên, lộ ra vẻ cực kỳ cô tịch. Các ngươi có cảm thấy đồi núi này như cái gì không? Bắc Thần Phong đột nhiên mở miệng nói, cổ quái nhìn gò đất nhỏ phía xa. Đám người cau mày một cái, lúc này, Phong Lang đột nhiên hít sâu một hơi nói, Mộ Phần. Mấy người ảnh Phong nghe vậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đồng ý với ý nghĩ của Phong Lang, đồi núi nhỏ này chính là một phần mộ khổng lồ. Chẳng lẽ là mộ phần của Tu La Điện chủ đời trước? Lãnh Tiếu Nhận mị mị hai mắt, bước ra một bước, chuẩn bị đi qua nhìn kỹ xem. Đám người nghe vậy, cũng không nhìn được gật gật đầu, phần mộ to lớn như thế, có lẽ thực sự là mộ phần của Tu La Điện chủ đời trước. Oanh, đột nhiên, tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy mấy thân ảnh nhanh chóng va chạm tại hư không, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, mấy giây sau, nơi đó có mấy thân ảnh tách ra, đáp vào trên đất bằng hai bên đồi núi. Diêm La Tử. Lãnh Tiếu Nhận sát khí nặng nề kêu lên, thiếu chút nữa thì xông lên. Có điều hắn vẫn nhẫn nhịn xuống, ánh mắt rơi vào mấy thân ảnh đối diện Diêm La Tử, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Có thể đấu ngang cơ cùng Diêm La Tử khẳng định cũng không phải người bình thường. Tư Không Tàng Kiếm, ngươi ngăn không được ta. Diêm La Tử lạnh như băng nhìn một thanh niên chiến bào màu trắng đối diện nói, thanh niên không phải ai khác, chính là Tư Không Tàng Kiếm. Bọn hắn đã sớm ở đây, đã vì chuyện phần mộ khổng lồ này đánh nhau hồi lâu, đáng tiếc cuối cùng ai cũng không làm gì được ai. Ngươi cũng ngăn không được ta. Tư Không Tàng Kiếm cười nhạt một tiếng, thần sắc vô cùng tự tin, tấm bia đá này thuộc về ta. Đột nhiên, thân hình Tư Không Tàng Kiếm lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên tấm bia đá ở trước phần mộ khổng lồ, trong bàn tay, một cái bàn tay hồn lực bắt lấy phía trên tấm bia, dùng hết toàn lực rút lên trên. Nhìn từ đằng xa, phía trên tấm bia đá này tựa như chuôi một thanh kiếm, bị Tư Không Tàng Kiếm nắm chặt, chậm rãi di chuyển dần kên. Tư Không Tàng Kiếm người cũng như tên, chính là cao thủ sử dụng kiếm, cũng sở thích tàng kiếm, gặp được tấm bia đá cự kiếm này, hắn làm sao có thể buông tha chứ? Tự tìm cái chết, Diêm La Tử gầm thét một tiếng, bản thân còn chưa đồng ý, Tư Không Tàng Kiếm ngươi liền cho rằng là của ngươi. Diêm La Tử hắn không tức giận mới là lạ. Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung rung mãnh liệt, một trận thanh âm kéo kẹt vang lên, tựa như thanh âm xương cốt ngọa nguậy, đám người nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng nhìn lại phía mây mù màu đen ở đằng sau. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người run lên bần bật, trợn to hai mắt nhìn phía sau, da đầu cảm giác có chút run lên, toàn thân nổi da gà.
Tiếng va chạm tất tất tốt tốt vang lên, từ đầu như là tiếng mưa rơi, thanh âm chậm rãi lớn dần, sau đó giống như tiếng chim trung cổ. Lúc đám người quay đầu nhìn lại, sương mù mờ mịt kia đột nhiên giống như thủy triều rút xuống, một mảnh khô trắng chiếm lấy chỗ đó. Những đồ vật khô trắng này không có gì lạ, mà là bạch cốt chất đầy dưới đất mà trước đó bọn hắn nhìn thấy, nhưng là giờ phút này, bạch cốt đã hoàn toàn sống lại. Những bạch cốt này rõ ràng không có nửa điểm sinh mệnh ba động, nhưng bọn chúng lại quỷ dị động đậy, thực sự quá lạ kỳ, đại bộ phận tu sĩ không khỏi xoa xoa hai mắt, giống như ban ngày thấy ma. Chỉ có con ngươi Ảnh Phong vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy những bạch cốt lít nha lít nhít này, trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ tới đã một tình cảnh đã từng thấy qua. Đó chính là lúc hắn cùng Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu từng ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rơi vào bên trong sông băng, ở dưới đáy sông cũng gặp vô số bạch cốt tạo thành khô lâu. Cảnh tượng này, quá giống, nếu như không phải nơi này ngột ngạt hơn, Ảnh Phong tuyệt đối sẽ coi là bản thân lại đi đến chỗ đó. Ken két trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, những bạch cốt kia đột nhiên hoạt động, có tới mấy bạch cốt lắp ráp cùng một chỗ, biến thành một con quái vật mới. Bọn hắn nhìn thấy có vài quái vật, từ mặt đất lấy ra một cái xương đầu, lắp vào bên trên xương sống của mình, từng bước một đi tới hướng bọn hắn, vẫy hai tay, tựa như một sinh mệnh thật sự. Mà đây mới chỉ là một bộ khô lâu trong số đó mà thôi, khô lâu trước mắt bọn hắn có tới hàng vạn. Bọn chúng tạo thành các hình dạng thiên kỳ bách quái. Có khô lâu cao đến mấy chục trượng, có khô lâu nhỏ bé như hạt bụi, nhưng không ngoài dự liệu, bọn chúng đều tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, yếu nhất cũng là chiến vương cảnh. Ô ô một trận thanh âm như quỷ gào, quanh quẩn trong không gian u ám, mọi người nghe được tê cả da đầu, lại cộng thêm tình cảnh trước mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy như đến ngày tận thế, toàn thân run rẩy không thôi. Ngay từ đầu chỉ là một vài bộ xương khô trắng, nhưng mà rất nhanh liền tạo thành vô số khô lâu, nâng lên vô số khung xương trắng, từng dãy, từng mảnh, đến chừng mấy vạn, nhiều đến mức bọn hắn đếm không xuể. Trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có, che khuất toàn bộ hư không, đám người toàn thân rét run, như rớt vào hầm băng. Khô lâu yếu nhất cũng là chiến vương cảnh, mạnh nhất là chiến thánh cảnh, một đại quân bạch cốt này. Cho dù đặt ở vô song thánh thành cũng đủ để quét sạch tứ phương. Tư không tàng kiếm đi tới rút cái bia đá hình kiếm ra, nhìn về đại quân bạch cốt lít nha lít nhít bốn phía, thân thể có chút phát run, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn cảm giác, có rất nhiều khô lâu đi đến phía hắn, một cỗ sát ý đáng sợ bao phủ hắn, tay nắm bia đá hình kiếm cũng chậm chậm buông ra. Lạc Vũ, Chiến Bách Dương, Chiến Vũ Yến ba người lách mình xuất hiện ở bên người Tư không tàng kiếm. Đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Thật sự là bạch cốt khô lâu quá nhiều, cho dù là chiến thánh cảnh cũng không có tự tin để đối mặt. Diêm La Tử cũng ngừng bước, không tiếp tục ra tay với Tư không tàng kiếm nữa. Bây giờ điều hắn muốn làm, chính là làm sao sống sót đi ra từ trong đám đại quân bạch cốt này. Về phần mộ khổng lồ này, hắn tạm thời không có ý nghĩ gì, chỉ cần xử lý những bạch cốt này, cuối cùng phần mộ vẫn thuộc về hắn. Làm sao bây giờ, Huyết Vô Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo nhìn đại quân bạch cốt bốn phía, hai mắt đỏ bừng. Chỉ có thể giết xông ra. Phong Lang cắn răng nói, hắn cho tới bây giờ còn chưa từng e ngại cái gì, nhưng hiện tại, toàn thân hắn hiện đang nổi da gà. Bọn chúng giết không chết. Ảnh Phong lắc lắc đầu nói, những khô lâu này, căn bản giết không chết, dù là giết chết bọn chúng cũng lại trở nên ngày càng mạnh. Ảnh Phong còn nhớ kỹ cảm giác lúc trước ba người bọn hắn ứng phó hơn ngàn bạch cốt, lúc đó bạch cốt còn không uy hiếp được tính mạng bọn họ. Nhưng hiện tại, nơi này có cả bạch cốt chiến thánh cảnh, giết chết hắn chỉ là chuyện rất đơn giản mà thôi. Ung ục ục cũng đúng lúc này, đại quân bạch cốt lít nha lít nhít phô thiên cái địa, giang dài tay xương nhào về phía giữa đám tu sĩ, chỉ khí thế thôi cũng khiến đám người có chút không tiếp nhận nổi. Xương tay khô trắng lạo dạo. Thanh âm ma sát bén nhọn xen lẫn cùng một chỗ, khiến người ta cảm giác vô cùng xâm nhiên, u lãnh. Một bộ hồn thú khô lâu trong đó dẫn đầu thẳng hướng Huyết Vô Tuyệt, trường kiếm trong tay Huyết Vô Tuyệt vung lên, hồn thú khô lâu kia bỗng nhiên bạo tán ra, hóa thành vô số bột phấn. Có thể giết chết, Huyết Vô Tuyệt hơi ngoài dự liệu, nhưng mà tiếp theo, hắn vô cùng kinh ngạc, bột phấn đột nhiên bị một khô lâu gần đó hấp thu, khô lâu vốn chỉ là chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Nhưng mà trong chớp mắt liền biến thành chiến hoàng cảnh đỉnh phong.
đừng giết chết bọn chúng. Huyết Vô Tuyệt kêu to, trước đó hắn còn không tin lời Ảnh Phong nói, bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng. Sắc mặt đám người trở nên âm trầm vô cùng, thế thì còn đánh thế nào, giết chết bọn chúng thì bản thân lại càng nguy hiểm hơn, không giết bọn chúng thì cũng chỉ có thể ở đây chờ chết. Từ trước đến nay, đám người còn chưa từng gặp phải chuyện khó xử như thế, nhưng bọn hắn cũng không thể làm gì. Mặc dù bọn hắn rất muốn giết xông ra, nhưng cho dù đột phá được vòng vây của đại quân Bạch Cốt, thì bên trong vụ hải kia còn có vô số thực cốt trùng, lao ra, không phải cũng là chịu chết. Tiến vào Tu La bí cảnh, Tu La điện không tìm được, lại không nghĩ rằng gặp phải nhiều chuyện phiền toái như vậy, đám người ai cũng không dễ chịu. Ầm ầm một tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, bọn Ảnh Phong đang cùng đại quân Bạch Cốt giao phong, bỗng nhiên nhìn lại về hướng phát ra thanh âm. Chỉ thấy nơi xa, bọn Tư Không Tàng Kiếm cùng Diêm La Tử căn bản không phát hiện ra điểm đặc biệt của đại quân Bạch Cốt, bọn hắn không ngừng huy động hồn binh trong tay, hồn lực sôi trào mãnh liệt hét ra giận dữ. Những nơi đi qua, xương gãy bay tứ tung, xương vụn bắn tung tóe, vô số Bạch Cốt chết dưới tay bọn hắn, mặt đất chất từng tầng Bạch Cốt tan nát, không trung còn tràn ngập vô số bột phấn Bạch Cốt. Đáng chết, những gia hỏa kia chắc chắn là cố ý. Huyết Vô Tuyệt giận mắng. Những khô lâu này sau khi chết liền sẽ giúp khô lâu khác mạnh lên. Hắn không tin Tư Không Tàng Kiếm cùng Diêm La Tử đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra. Hiện tại hai người này không kiêng nể gì diệt sát khô lâu như thế, không phải là cố ý để những khô lâu khác mạnh lên, sau đó đối phó với bọn hắn sao? Mấy người Ảnh Phong con ngươi vô cùng lạnh lẽo, bọn hắn làm sao không biết trong lòng hai người này suy nghĩ gì? Có điều bọn hắn nghĩ không ra. Bọn Tư Không Tàng Kiếm cũng chỉ có mấy người, muốn xông ra ngoài rất dễ, dù sao Tư Không Tàng Kiếm chính là thực lực chiến thánh cảnh. Nhưng Diêm La Tử làm như thế, không phải là tự chui đầu vào giọ sao? Những khô lâu đó mạnh lên, những người khác của Diêm La Phủ khả năng không phải là đối thủ, đến lúc đó kẻ chết chính là người Diêm La Phủ bọn hắn. Cách Diêm La Tử không xa, có đến mấy thân ảnh đang điên cuồng đánh thẳng vào đại quân Bạch Cốt. Bọn hắn dốc hết toàn lực giết ra một đường máu, xông khỏi vòng vây của đại quân Bạch Cốt. Từ sau khi biết chém giết khô lâu sẽ khiến khô lâu khác mạnh lên, bọn hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả xuất thủ, có điều cũng may đại bộ phận khô lâu thực lực tương đối thấp, không uy hiếp được tính mạng bọn họ. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Diêm La Tử đang điên cuồng chém giết đại quân Bạch Cốt, sắc mặt bọn hắn trong nháy mắt nhảy loạn. Diêm La Tử muốn đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Một thanh niên bạch bào trong đó mở miệng nói, thanh niên không phải ai khác, chính là Mộ Dung Tuyết. Hắn lạnh như băng nhìn Diêm La Tử phía xa, sát ý nặng nề, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên trực tiếp làm thịt hắn. Mộ Dung Tuyết hít sâu một cái, cuối cùng vẫn không xông lên, hắn rất rõ ràng thực lực bản thân, hiện tại hắn không phải đối thủ Diêm La Tử. Chúng ta trước lao ra rồi nói. Một nữ tử khác mở miệng, nữ tử tên là Bạch Chỉ. Cũng là một trong thập đại sát thủ lúc trước, nàng sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn. Từ sau khi La Sinh Môn quy thuận Diêm La Phủ bọn hắn cũng không dễ chịu, bị chịu đối xử lạnh nhạt không ít, Diêm La Phủ cũng không đem bọn hắn như người của mình. Đương nhiên, ở trong mắt Diêm La Tử, trừ bản thân hắn, những người khác đều không phải người của mình, chết sống cùng hắn căn bản không có quan hệ gì. Nếu như không phải kiêng kỵ Tư Không Tàng Kiếm sẽ âm thầm xuất thủ đối với hắn. Diêm La Tử đã sớm thẳng hướng đám Mộ Dung Dạ. Hắn hiện tại làm như thế, thứ nhất là muốn giết Bạch Cốt Đại Quân vây quanh, hai tới là muốn mượn thực lực Bạch Cốt Đại Quân giết bọn Ảnh Phong. Bạch Chỉ nói đúng, Diêm La Tử chờ khi chúng ta đột phá chiến thánh cảnh, lại hảo hảo ứng phó hắn, hiện tại rời đi rồi nói. Thanh niên khôi ngô Lãng Thiên Nhai mở miệng. Ở bên cạnh hắn còn đứng một hắc bào thanh niên, hắc bào thanh niên không nói, thần sắc lấp lóe không yên. Mạch Quy, ta biết rõ Diêm La Tử cho ngươi không ít chỗ tốt, ngươi có thể lưu lại, nhưng từ nay về sau, chúng ta chính là địch nhân. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói. Từ khi sát phương thí luyện về sau, thực lực Mộ Dung Tuyết đột nhiên tăng mạnh, hiện tại thực lực còn phía trên mấy người bọn hắn, đám người ẩn ẩn xu thế lấy hắn cầm đầu. Đương nhiên, cái này cũng là một loại phương thức tự vệ, La Sinh Môn quy thuận Diêm La Phủ. Những thiên tài bọn hắn cũng không có được Diêm La Phủ coi trọng, chỉ có thể tạm thời ôm làm một đoàn. Cáo từ. Mạch Quy hít sâu một cái, sau đó quay người hướng về nơi xa đi đến.
Mộ Dung Tuyết cau mày một cái, không có nói thêm cái gì, mỗi người đều có quyền lợi tự mình lựa chọn, Mạch Quy lựa chọn từ bỏ bọn hắn cưỡng ép giữ lại hắn cũng không có ích. Nghĩ vậy, Mộ Dung Tuyết cũng không còn để ý tới Mạch Quy, quay người thẳng hướng Bạch Cốt Đại Quân. Khi hắn vừa mới quay người, đột nhiên, một đạo lợi mang từ phía sau kích xạ đến, thẳng đến hậu tâm Mộ Dung Tuyết, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Cẩn thận, Mạch Quy, ngươi tự tìm cái chết. Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai kêu sợ hãi, hai người không chút do dự xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạch Quy vậy mà sẽ đột nhiên tập kích Mộ Dung Tuyết. Cùng Mạch Quy ở chung một đoạn thời gian, người này mặc dù có thời điểm rất âm hiểm, nhưng từ khi La Sinh Môn Quy Thuận Diêm La Phủ về sau, liền tốt hơn rất nhiều, chí ít cũng sẽ không làm sự tình ứng phó người chính mình. Mạch Quy tốc độ rất nhanh, trực tiếp ở giữa hai người xuyên qua, thoáng cái liền xuất hiện ở bên cạnh Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, thật giống như bị một đầu độc xà tiếp cận, không chút do dự quay người một kiếm đâm ra, tốc độ giống như thiểm điện. Bang, một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung, một đạo thân ảnh bị đánh bay, cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết kiếm trong tay trực tiếp đâm vào một đạo thân ảnh. Mộ Dung Tuyết trong mắt đều là vẻ cười lạnh, nhưng mà, khi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện, Mạch Quy đã sớm bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, trước người hắn là một bóng lưng. Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai chạy tới bỗng nhiên ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tuyết. Trường kiếm trong tay hắn xuyên qua lồng ngực một người. Mộ Dung Tuyết nhìn trước mắt không tính phía sau lưng, hắn con người bỗng nhiên rung động, toàn thân run rẩy kịch liệt, buông kiếm trong tay lui ra phía sau mấy bước. Vì cái gì? Mộ Dung Tuyết cơ hồ quát ầm lên, hoàn toàn không tin một màn trước mắt này, nam nhân lạnh lùng vô tình vậy mà sẽ cứu hắn. Không sai, tại thời điểm mấu chốt cứu Mộ Dung Tuyết chính là Mộ Dung Dạ, cho tới nay. Mộ Dung Tuyết đều rất muốn giết Mộ Dung Dạ. Năm đó Mộ Dung gia tộc sở dĩ bị diệt vong chính là bởi vì Mộ Dung Dạ bán đứng Mộ Dung gia tộc, dẫn đầu Diêm La Phủ xâm nhập bên trong Mộ Dung gia tộc. Toàn bộ Mộ Dung gia tộc, trừ Mộ Dung Tuyết hắn, chó gà không tha. Những năm này đến nay, Mộ Dung Tuyết một mực thập phần cố gắng, chỉ muốn bản thân mạnh lên, cường đại, đến một ngày có thể tự tay giết chết cửu nhân bản thân. Nhưng mà hiện tại, lúc trường kiếm chui vào thể nội Mộ Dung Dạ, Mộ Dung Tuyết cảm giác lại là một chuyện khác. Hắn thân thể run rẩy, hắn phát hiện bản thân cũng không phải là muốn giết hắn như vậy, dù sao Mộ Dung Dạ là ca ca hắn. Mộ Dung Dạ không có để ý tới Mộ Dung Tuyết, một trường vỗ trên ngực bản thân, trường kiếm xuyên thủng thân thể hắn lập tức bắn ra, xẹt qua hư không, vững vàng cắm ở trên mặt đất trước người Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Dạ cũng không quay đầu lại. Tựa như căn bản không có nghe được Mộ Dung Tuyết nói, lách mình hướng về Mạch Quy kích xạ đi, sát ý đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra. Mộ Dung Tuyết phẫn nộ tới cực điểm, nhấc lên trường kiếm trước người liền giết, tốc độ không thể so với Mộ Dung Dạ chậm hơn bao nhiêu, trường kiếm thẳng đến vị trí cổ họng Mạch Quy. Ta không cần ngươi quan tâm, từ khi cha mẹ chết đi, ngươi chính là cửu nhân của ta. Mộ Dung Tuyết hét giận dữ một tiếng, trường kiếm vũ động. Hoàng Tuyền kiếm khí nở rộ, rõ ràng là kiếm khí lại ẩn chứa đao khí cuồng bá, mấy cỗ khô lâu nổ tung. Ta chỉ là muốn giết hắn, chỉ lần này mà thôi. Mộ Dung Dạ rốt cục mở miệng, ngực hắn còn chảy máu tươi, bất quá Mộ Dung Dạ liền ra đầu đều không nhăn một cái, tựa như thân thể không phải là của hắn. Lời nói vừa dứt, Mộ Dung Dạ một kiếm giết đi, kiếm khí đen kịt tại hư không gào thét, so với Mộ Dung Tuyết nhanh hơn mấy phần. Hai người tranh nhau muốn giết Mạch Quy, không may chính là Mạch Quy, hắn trong lòng có loại xúc động chửi mẹ, các ngươi không phải cửu nhân sao, sao không tàn sát lẫn nhau, còn muốn liên thủ ứng phó ta. Mạch Quy cũng biết rõ một chút sự tình Mộ Dung Dạ, cũng chính là bởi vì như thế, trong lòng hắn mới nghi hoặc không hiểu. Vừa mới hắn xuất thủ ám toán Mộ Dung Tuyết vốn là sự tình nước chảy thành sông, dù là Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai ngăn cản đều trong dự kiến hắn. Lại không nghĩ rằng đột nhiên toát ra Mộ Dung Dạ. Mạch Quy sắc mặt biến hóa, thân hình cấp tốc lui lại, một Mộ Dung Tuyết liền đầy đủ khiến hắn uống một bình, Mộ Dung Dạ là sát thủ lâu năm, không phải hắn có thể chiến thắng. Huống chi hiện tại bọn hắn cùng tiến lên, Mạch Quy sao có thể là đối thủ của bọn họ. Phốc phốc kiếm khí rảo sát lấy thân thể Mạch Quy, máu tươi bay vụt, một cánh tay bị Mộ Dung Dạ chém rụng,
hắn đau nhức nhe răng trợn mắt. Thân thể Mạch Quy hung hăng đập trên mặt đất, vô số xương khô bao vây lấy hắn, cái này làm cho Mạch Quy dọa cho phát sợ. Chủ nhân, cứu ta! Mạch Quy hướng về Diêm La Tử nơi xa kêu to. Nguyên lai người đã sớm đầu nhập vào Diêm La Tử. Mộ Dung Tuyết thần sắc băng lãnh tới cực điểm, những ngày qua đến nay, hắn còn tưởng rằng Mạch Quy là cùng bọn hắn. Vừa mới nhìn thấy Mạch Quy bỏ qua bọn hắn rời đi, trong lòng Mộ Dung Tuyết còn có chút không bỏ, nhưng hiện tại, hắn lại là có chút may mắn Mạch Quy hiện tại phản bội bọn hắn, không có tạo thành nguy hiểm chí mạng cho bọn hắn. Nếu tại thời điểm mấu chốt xuất thủ với bọn hắn, thì 8-9 phần 10 chết chính là bọn hắn. Chủ nhân, cứu ta! Mạch Quy đứng dậy, mặc cho tay cụt máu tươi chảy xuôi, một kiếm vung ra, ngăn cản khô lâu bốn phía tới gần. Phía sau, Mộ Dung Giả cùng Mộ Dung Tuyết hai huynh đệ thần sắc lạnh lùng, trường kiếm trong tay huy động, khô lâu căn bản tới gần không được bọn hắn. Mạch Quy bước chân có chút phù phiếm, sắc mặt khó xử tới cực điểm, trừ lần trước cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn còn là lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách hắn gần như vậy. Mạch Quy phẫn nộ chạy trốn. Trong miệng không ngừng cầu cứu, bốn phía khô lâu không muốn sống đánh thẳng vào, trên người hắn đã máu me đầm đìa, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm. Mộ Dung Giả cùng Mộ Dung Tuyết hai người không có lo lắng giết hắn, có nhiều bạch cốt như vậy, Mạch Quy muốn chạy trốn cũng rất khó. Diêm La Tử thực lực mặc dù cường đại nhưng làm sao có thể tới cứu hắn đây? Nhìn thấy Diêm La Tử thờ ơ, Mạch Quy triệt để sợ hãi, gần như cuồng loạn gầm thét, Diêm La Tử. Ngươi nói chỉ cần ta ứng phó Mộ Dung Tuyết, ngươi liền bảo đảm ta không chết. Mộ Dung Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, nói, Diêm La Tử nói chuyện ngươi cũng tin, xem ra ngươi thật đúng là thứ ngu ngốc. Phàm là người nghe nói qua danh tự Diêm La Tử đều hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng hắn chỉ là một kẻ âm hiểm độc ác, trọng yếu nhất là hắn cho tới bây giờ không coi người là người. Hoặc có lẽ là ở trong mắt Diêm La Tử, căn bản không có người nào ở phe hắn. Muốn để Diêm La Tử cứu ngươi, đây không phải đùa giỡn hay sao, ngươi làm việc bất lợi, hắn không giết ngươi liền là mộ tổ ngươi bốc khói xanh. Phế vật, nơi xa Diêm La Tử nghe thấy Mạch Quy gào thét, tựa như cũng phiền chán, gầm thét một tiếng liền biến mất tại chỗ, lần nữa lúc xuất hiện đã ở phía sau Mạch Quy. Diêm La Tử, ta biết ngươi sẽ cứu ta. Mạch Quy trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ kích động, sau đó bỗng nhiên ngừng thân hình. Căm tức nhìn Mộ Dung Giả cùng Mộ Dung Tuyết nói, Diêm La Tử, giết bọn hắn. Phốc, vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Mạch Quy trong nháy mắt ngưng kết, tại vị trí lồng ngực hắn, một chuôi huyết sắc trường kiếm xuyên qua, máu tươi rơi xuống. Một cỗ đau nhói cùng ý lạnh đánh lên trong lòng, Mạch Quy trong mắt đều là vẻ không thể tin được, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt tà dị đến cực hạn. Bản thánh tử lúc nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Ngữ khí Mạch Quy rất lạnh, thập phần khó chịu Mạch Quy ra lệnh cho hắn, sau đó lại tà tà cười nói, xem ngươi cũng coi là một con chó, cho ngươi một cái chết thống khoái. Phốc một tiếng, trường kiếm rung động, thân thể Mạch Quy trong nháy mắt bị vô số kiếm khí xé nát, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập trên không trung. Cách đó không xa, Mộ Dung Giả cùng Mộ Dung Tuyết hai người nhìn thấy một màn này không khỏi hít một hơi lạnh, bọn hắn đã sớm biết rõ Diêm La Tử âm hiểm và độc ác. Nhưng chân thực nhìn thấy lại là một chuyện khác. Mạch Quy tốt xấu gì cũng là người của hắn, vậy mà tự tay giết Mạch Quy. Hai người còn không có lấy lại tinh thần, Diêm La Tử mang trên mặt một tia tà dị nhìn về phía Mộ Dung Giả cùng Mộ Dung Tuyết nói, liền chó bản thánh tử đều không buông tha, các ngươi cũng đáng chết. Thần sắc Mộ Dung Tuyết siết chặt, nếu như có thể lựa chọn, hắn hiện tại khẳng định không muốn đối địch với Diêm La Tử, dù sao. Hắn hiện tại chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, đừng nói chiến thánh, chính là cách chiến đế đỉnh cũng còn cách một đoạn. Ngươi đi đi, Mộ Dung Dạ nhàn nhạt phun ra một câu, không sợ hãi hướng về phía trước đi đến, ngực hắn vẫn chảy máu tươi. Trong lòng Mộ Dung Tuyết khẽ run, muốn ngăn cản Mộ Dung Dạ nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn môi không nói chuyện, bốn phía còn có không ít khô lâu chờ hắn chống trả. Mộ Dung Tuyết. Chúng ta hiện tại nhanh giết ra ngoài, những khô lâu này càng ngày càng mạnh, qua một lúc liền đến không kịp. Lãng Thiên Nhai đi tới bên cạnh Mộ Dung Tuyết, thần sắc lo lắng nói. Mộ Dung Tuyết không có mở miệng, ánh mắt thăm thẳm nhìn qua phía trước, nhìn bóng lưng Mộ Dung Dạ, ánh mắt phức tạp vô cùng. Hắn giết gia tộc ta,
ta chẳng lẽ không nên để hắn chết sao? Ta vì cái gì lại muốn cứu hắn? Cùng Diêm La Tử giao thủ, hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ. Thế nhưng cho dù không có hắn, gia tộc cũng đã diệt vong, hơn nữa, nếu như không có hắn, ta cũng sẽ chết, là hắn cứu ta, ta nếu để hắn chết, há không phải lấy oán trả ơn. Coi như ta không coi hắn là ca ca, nhưng trước đó công tử cũng xuất thủ cứu hắn, hắn khẳng định không có không chịu nổi như thế. Trong đầu Mộ Dung Tuyết đang tiến hành thiên nhân giao chiến, hắn không biết, Mộ Dung Dạ sở dĩ sẽ mang toàn bộ Diêm La Phủ vào giết Mộ Dung gia chỉ là vì cứu người em trai này đây. Nhưng hắn trong lòng chính là bước không qua đạo khảm này, dù sao toàn cả gia tộc chính là bởi vì Mộ Dung Dạ mà chết, hoặc có lẽ là vì bởi vì Mộ Dung Tuyết hắn mà chết. Nếu như Mộ Dung Dạ không muốn cứu hắn cũng sẽ không mang theo người Diêm La Phủ vào giết Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung gia tộc vội vàng không kịp chuẩn bị mới có thể chó gà không tha. Mộ Dung Dạ, ngươi làm cái gì? Tên lang tâm cẩu phế này đáng giá ngươi đi cứu hắn sao? Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, đó là thanh âm Lãnh Thiếu Nhận. Bây giờ Long Tịch cùng Cận Tà chết, biết rõ nỗi khổ tâm Mộ Dung Dạ, đoán chừng cũng chỉ có Lãnh Thiếu Nhận. Mộ Dung Dạ cứu đệ đệ mình, Lãnh Thiếu Nhận hắn có thể lý giải, nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết một kiếm đâm xuyên lồng ngực Mộ Dung Dạ, Lãnh Thiếu Nhận lòng đầy căm phẫn. Không nghĩ tới hiện tại Mộ Dung Dạ vì cứu Mộ Dung Tuyết, vậy mà chuẩn bị liều mạng cùng Diêm La Tử. Nếu như Mộ Dung Dạ là đối thủ Diêm La Tử, trước đó Cận Tà cùng Long Tịch bọn hắn cũng sẽ không cần chết vô ích. Thần sắc Mộ Dung Dạ thập phần tỉnh táo, quanh người hắn sát khí phóng thích, kiếm khí lượn lờ, tất cả khô lâu đều bị hắn ngăn cản ở ngoài, khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên. Dù không địch lại Diêm La Tử, hắn cũng không có bất kỳ e ngại, bởi vì đứng phía sau hắn không phải người khác, mà là đệ đệ hắn. Năm đó hắn vì cứu Mộ Dung Tuyết, cho dù bị thế nhân phỉ nhổ cũng chưa từng lui nửa bước, mang theo Diêm La Phủ diệt cả gia tộc. Người khác không biết, nhưng Mộ Dung Dạ rất rõ ràng, dù là hắn không bán Mộ Dung gia tộc cũng tất diệt không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì Mộ Dung Dạ là một thành viên Diêm La Phủ, cho nên mới đối với thực lực Diêm La Phủ cực kỳ biết rõ, lấy thực lực Mộ Dung gia tộc là không có khả năng phản kháng. Đến thời điểm không chỉ hắn sẽ chết, Mộ Dung Tuyết sẽ chết. Theo người khác, Mộ Dung Tuyết hắn bán đứng gia tộc mình, chỉ là vì tự vệ mà thôi, chỗ nào biết rõ, Mộ Dung Dạ hắn chưa bao giờ sợ chết. Liền tựa như hiện tại, biết rõ không phải đối thủ Diêm La Tử nhưng vì cho Mộ Dung Tuyết đầy đủ thời gian rời đi, hắn dứt khoát đứng ra. Tứ đại sát phương, ta đã làm thịt hai tên, vừa vặn đưa các ngươi cùng lên đường. Diêm La Tử nhe răng cười một tiếng, bờ môi màu đỏ tươi nhìn qua càng thêm tà ác. Giống như hai đầu xúc xích bự. Mộ Dung Dạ mị mị hai mắt, hắn không dám quay đầu nhìn, chỉ có thể trong lòng chờ mong Mộ Dung Tuyết nhanh rời đi nơi này. Hô, đột nhiên một vệt sáng lóe qua, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Mộ Dung Dạ, không đợi Mộ Dung Dạ phản ứng, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, ta cho tới bây giờ đều không sợ chết, ngươi không sợ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Đại ca, chủ nhân thanh âm dĩ nhiên chính là Mộ Dung Tuyết. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn tản ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Dạ, trên mặt mỉm cười. Mộ Dung Tuyết nguyên bản còn đang do dự, cuối cùng lại bị lời nói Lãnh Thiếu Nhận đánh thức, bởi vì hắn biết rõ, Mộ Dung Dạ cho tới bây giờ chưa sợ chết, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể dám một mình đối mặt Diêm La Tử đây. Hiện tại Mộ Dung Dạ không sợ chết, năm đó hắn vì toàn cả gia tộc, hắn làm sao lại sợ chết đây. Mộ Dung Dạ chỉ bất quá là vì cứu hắn, người em trai này mà thôi. Chuẩn bị trình diễn một màn huynh đệ tình thâm sao? Bản thánh tử thành toàn các ngươi. Diêm La Tử cực kỳ khinh thường, lách mình xông thẳng đến Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Dạ nhìn Mộ Dung Tuyết không nói, nhếch miệng mỉm cười, tất cả đều không nói lời nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, sau một khắc, khí thế trên người Mộ Dung Dạ tăng vọt, tựa như một tầng cách ngăn bị xuyên phá. Đột phá, nơi xa Lãnh Thiếu Nhận cảm nhận được khí thế trên người Mộ Dung Dạ, con người hơi hơi co rụt lại, sau đó lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là hồn hải Mộ Dung Dạ bị Tu La Nô Ấn phong ấn vậy mà tránh thoát trói buộc, nguyên lai mặc dù có Tu La Nô Ấn, bọn hắn cũng có thể đột phá chiến thánh cảnh. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều,
một mực không cách nào đột phá chiến thánh cảnh, bản thân cho bản thân áp lực rất lớn, dần dà liền đem nguyên nhân của trách đến tu la nô ấn, dẫn đến suy nghĩ không thông. Lãnh Tiếu nhận híp hai mắt, tựa như đột nhiên minh bạch cái gì, tu la nô ấn đối với tu vi bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng trói buộc, chỉ là tâm cảnh bản thân bọn hắn bất quá tù khốn mà thôi. Mộ Dung Dạ sở dĩ không thể đột phá chiến thánh cảnh có lẽ là hắn trong lòng một mực dầu dỉ chuyện Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung gia tộc này, dẫn đến suy nghĩ không thông, tự nhiên không cách nào phóng ra một bước này. Hiện tại, Mộ Dung Tuyết thừa nhận hắn là đại ca, Mộ Dung Dạ những năm này trong lòng gánh vác áp lực trong nháy mắt tan thành mây khói, khiến hắn suy nghĩ thông suốt, nhất cử đột phá đến chiến thánh cảnh. Ta lại là khúc mắc cái gì đây? Lãnh Tiếu nhận hít sâu một cái. Lâm vào bên trong trầm tư. Nơi xa, Mộ Dung Dạ đột nhiên đột phá chiến thánh cảnh, đây là sự tình chẳng ai ngờ rằng, Diêm La Tử phóng tới Mộ Dung Dạ càng trừng lớn hai mắt, đều là vẻ khó tin. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống, cười lạnh nhìn Mộ Dung Dạ nói, đột phá chiến thánh cảnh sao? Lúc này mới có ý tứ, bằng không thật đúng là một chút tính khiêu chiến đều không có. Đột phá chiến thánh cảnh cũng không có như cảnh giới trước đó như vậy. Cần thôn phệ vô tận hồn lực cùng thiên địa linh khí, mà chỉ cần lĩnh ngộ thánh vực liền có thể. Về phần thiên địa chi lực, Mộ Dung Dạ đã sớm có thể sử dụng, hơn nữa còn đạt tới cấp độ lô hỏa thuần thanh. Nếu như không phải tâm kết trói buộc hắn, Mộ Dung Dạ đã sớm đột phá chiến thánh cảnh, bây giờ phóng ra một bước này cũng coi là nước chảy thành sông, tựa như xuyên phá một tầng giấy mỏng đơn giản. Tiểu đệ, nơi này giao cho đại ca, ngươi cùng bọn hắn trước rời đi. Sau này rời khỏi Diêm La Phủ, đi theo Lãnh Thiếu Nhận tìm Tiêu Phàm. Mộ Dung Dạ cũng không quay đầu lại nói. Dù là đột phá đến chiến thánh cảnh, hắn cũng không dám khinh thường Diêm La Tử, có thể xưng là Diêm La Tử, đây chính là phủ chủ tương lai Diêm La Phủ, thực lực lại có thể thấp ư. Đại ca, Mộ Dung Tuyết mặc dù rất không muốn đi, nhưng sắc mặt vẫn hung ác, quay người hướng phía sau đánh tới, lưu ở chỗ này, hắn chỉ sẽ thêm phiền phức cho đại ca. Về phần tìm Tiêu Phàm, hắn sớm có quyết định này, lúc đầu lưu tại La Sinh Môn, hắn cũng là phối hợp Tiêu Phàm ứng phó La Sinh Môn mà thôi, nhưng hiện tại La Sinh Môn đã quy thuận Diêm La Phủ, hắn lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Diêm La Phủ cho tới bây giờ không có coi trọng bọn hắn, trước kia không có, về sau cũng khẳng định không có. Muốn đi, Diêm La Tử nhìn thấy Mộ Dung Tuyết rời đi, thân hình lóe lên, không chút do dự truy theo. Những nơi đi qua, tất cả xương khô đều nổ tung. Bang, một tiếng vang giòn, Mộ Dung Dạ tốc độ rất nhanh, hắn một kiếm ngăn lại đường đi Diêm La Tử, hư không đốm lửa bắn tứ tung, kiếm khí khắc nghiệt gào thét không thôi. Long Tịch cùng cận tà chết, nhất định phải dùng mạng ngươi hoàn lại. Mộ Dung Dạ sát khí nặng nề nói, hắn không có dự định buông tha Diêm La Tử, trực tiếp cùng hắn chém giết tại cùng một chỗ. Một chỗ khác. Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn chiến có chút gian nan, khô lâu bốn phía tựa như vô cùng vô tận, hơn nữa càng ngày càng mạnh, trong đó khô lâu chiến đế cảnh đều có không ít. Cứ tiếp tục thế này không phải biện pháp, chúng ta nghĩ biện pháp khác mới được. Huyết Vô Tuyệt không ngừng né tránh, chỉ dám đem những khô lâu đó đá bay, căn bản không dám trắng trợn giết chóc. Nhưng bọn hắn không giết, không có nghĩa là người khác không giết. Tư Không Tàng Kiếm liền là một kẻ trong đó. Nhìn thấy Diêm La Phủ không ít người chết thảm, hắn chơi đùa hứng thú càng ngày càng cao, dù sao những khô lâu này rất ít có thể uy hiếp được an toàn bọn hắn. Không biết bên ngoài thực cốt trùng còn ở đó hay không, bằng không, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài liền có thể. Phong Lang mở miệng nói, cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn không nguyện ý tùy tiện trùng sát ra ngoài. Bởi vì bọn hắn nhìn đến, thực cốt trùng so với những khô lâu này còn kinh khủng hơn. Chỉ ít những khô lâu này có rất nhiều thực lực vẫn là rất thấp, đương nhiên đó cũng là đối với bọn hắn những chiến đế đỉnh phong mà nói. Nếu công tử ở chỗ này thì tốt rồi, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Ảnh Phong hít sâu một cái nói, đám người không khỏi gật đầu, trong đầu tất cả đều lóe qua một khuôn mặt quen thuộc. Giờ phút này, Tiêu Phàm xếp bằng ở bên trong Tu La Điện, tiến vào hoàn cảnh vật ngã lưỡng vong, quanh thân cổ động kim sắc hỏa diễm bao phủ cả tòa đại điện. Như một mảnh hỏa diễm. Chỉ một thoáng, kim vô tận chi hỏa như vạn phong về tổ, tràn vào thể nội Tiêu Phàm,
trước đó thôn phệ vô tận chi hỏa đã gần như toàn bộ bị vô tận chiến hồn thôn phệ luyện hóa, vô tận chiến hồn cũng đạt tới hoàn cảnh đáng sợ. Tiêu Phàm tự tin, vô tận chiến hồn tuyệt đối không còn vẻn vẹn cửu phẩm chiến hồn đặc thù, mà là thần cấp chiến hồn đặc thù. Theo vô tận chi hỏa biến mất, bên trong đại điện chiếm lấy là một cái biển máu, bên trong huyết hải có vô số thi cốt lơ lửng, quỷ vật kêu rên, dương nanh múa vuốt. Dù là thân ở bên ngoài huyết hải cũng có thể cảm nhận được một cỗ tâm hồn khí tức khiếp người, lại càng không cần phải nói đứng tại bên trong huyết hải. Loại tình huống này cũng vẻn vẹn kéo dài thời gian 10 cái hô hấp, huyết hải từ từ biến hư ảo, sau một lát, huyết hải rốt cục biến mất không thấy gì nữa, nhưng cỗ khí tức nhiếp nhân tâm phách vẫn tồn tại như cũ. Nhìn không thấy đồ vật, dù sao cũng thấy được có lực chấn nhiếp. Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt. Nhàn nhạt thốt ra một câu. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, thâm thúy vô cùng, dường như có nhật nguyệt ở trong đó, trong nháy mắt thương hải tang điền. Oanh, một tiếng nổ vang, khí thế bá đạo đột nhiên nở rộ mà ra, Tiêu Phàm áo bào cổ động, một cỗ khí tức cực kỳ cuồng bạo từ trên người hắn tản ra. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ sán lạn, hài lòng phun ra một câu, rốt cục đột phá chiến thánh sơ kỳ. Hít sâu một cái. Tiêu Phàm tiếp tục vận chuyển cửu trọng vô tận chiến quyết, hết thảy vận chuyển 9 cái chu thiên mới dừng lại, không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ. Tiêu Phàm đứng dậy, hướng về phía phương hướng Long Ỷ cung kính thi lễ nói, đa tạ tiền bối, vãn bối định trùng kiến hùng uy của Tu La Điện. Tiêu Phàm giờ phút này trong lòng hết sức cao hứng, nguyên bản còn tưởng rằng phải đi Diêm La Phủ tìm cửu trọng vô tận chiến quyết mới có thể đột phá chiến thánh cảnh, không nghĩ tới hiện tại liền làm được. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi hơi xúc động, có chút sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Mặc dù đột phá đến chiến thánh cảnh nhưng Tiêu Phàm lại không kiêu ngạo, bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù là thực lực hắn hiện tại toàn bộ chiến hồn đại lục mà nói vẫn không tính là gì. Đời trước Tu La Điện chủ đã từng là chiến thần cảnh, cuối cùng không phải là chết sao. Đương nhiên, lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại cũng có thể làm rất nhiều sự tình, liền tựa như trùng kiến Tu La Điện. Tiêu Phàm đã âm thầm quyết định, chờ nơi này kết thúc, liền bắt đầu âm thầm tu sửa Tu La Điện. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới đi ra khỏi đại điện, nơi này trừ chiếc hộp màu đỏ ngòm, rốt cuộc không có bất kỳ bảo vật khác, dù là một viên hạ phẩm hồn thạch đều không có. Nhưng Tiêu Phàm vẫn cho rằng bản thân thắng lợi trở về, vẻn vẹn cửu trọng vô tận chiến quyết liền là bảo vật vô giá, lại càng không cần phải nói tâm đắc tu luyện suốt đời của Tu La Điện chủ đời trước. Nơi này ta cũng đã có thể tùy tiện khống chế, tùy thời rời đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả vùng không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Nơi này là, lúc Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã ở trong một mảnh vụ hải tối tăm mờ mịt, bốn phía âm trầm vô cùng, không biết còn tưởng rằng tiến vào cửu u địa ngục. Tử khí thật là nồng nặc, nơi này hẳn là cốt vực bên trong Tu La bí cảnh. Tiêu Phàm nói thầm. Hắn không chỉ dung hợp không ít tu luyện tâm đắc Tu La Điện chủ đời trước, còn dung hợp ký ức tàn niệm của hắn, trong nháy mắt minh bạch bản thân đang ở đâu. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn không nghĩ tới bản thân lại bị truyền tống vào bên trong Tu La bí cảnh. Cũng đúng lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến thanh âm, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo hắc sắc lưu quang bỗng nhiên thẳng hướng hắn. Xuyên thấu qua vụ hải tối tăm mờ mịt. Tiêu Phàm đại khái có thể nhìn thấy một đạo hắc sắc bóng người, hắn đưa tay một chút, đạo hắc sắc bóng người đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn chất lỏng rơi vào mặt đất, truyền đến thanh âm xì xì ăn mòn. Thực cốt trùng, Tiêu Phàm nhìn đám chất lỏng kia một cái, cau mày. Tiêu Phàm nắm giữ Tu La truyền thừa cũng coi là kiến thức rộng rãi, tự nhiên một cái liền nhận ra lai lịch nó, cũng biết rõ thực cốt trùng đáng sợ. Hy vọng bọn ảnh phong cùng Long Vũ không có tiến vào nơi này. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, nơi này cho hắn một loại cảm giác u ám. Tiện tay Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước, trầm ngâm nói, tả hộ pháp Tu La Điện đời trước có vẻ như liền phong ấn tại mảnh trung tâm khu vực cốt vực này, nếu đến, vậy liền thuận tiện đi nhìn xem. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền hướng chỗ sâu vụ hải đi đến, đối với người khác mà nói, mảnh vụ hải này nguy hiểm trùng điệp, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói lại như dẫm trên đất bằng, không gì hơn cái này. Tốc độ của hắn rất nhanh, trên đường cũng gặp gỡ mấy đầu thực cốt trùng, tất cả đều bị hắn một kích chém giết, đối với dạng sinh linh này,
căn bản không tất yếu thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, một đạo bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, hắn giơ tay chính là một chút, một đạo kiếm chỉ phá không mà ra, nhưng mà khi ánh mắt Tiêu Phàm thấy rõ ràng khuôn mặt kia, vội vàng thu hồi kiếm mang. Long Vũ, Tiêu Phàm cau mày một cái, con người băng lãnh nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, gương mặt kia chính là Long Vũ. Bất quá, Tiêu Phàm có thể tùy tiện nhìn ra, người này cũng không phải là Long Vũ, mà là thực cốt trùng biến ảo thành, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới có thể lo lắng như vậy. Hắn rất rõ ràng năng lực đặc thù thực cốt trùng, chính là thôn phệ huyết nhục sinh linh khác liền có thể trong thời gian ngắn biến ảo thành bộ dáng tu sĩ, liền thực lực đều không có biến hóa quá lớn. Thực cốt trùng có thể biến thành bộ dáng Long Vũ không cần nghĩ cũng biết rõ, Long Vũ khẳng định bị thực cốt trùng thôn phệ qua huyết nhục. Long Vũ nếu có chuyện không hay xảy ra, thực cốt trùng một đầu đều đừng hòng sống. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói, hắn không muốn Long Vũ xuất hiện bất kỳ việc gì ngoài ý muốn. Dù là biết rõ Long Vũ trước mắt chính là thực cốt trùng biến thành, Tiêu Phàm vẫn không giết nàng, ngay từ đầu Tiêu Phàm có chút không xuống tay được, về phần hiện tại. Tiêu Phàm lại cảm thấy muốn tìm tới Long Vũ, thực cốt trùng là tất không thể thiếu. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ ý chí bàng bạc xông thẳng đối diện, Tiêu Phàm bây giờ là chiến thánh cảnh, thực cốt trùng dù là biến ảo thành Long Vũ cũng chỉ là chiến đế đỉnh phong, tại sao có thể là đối thủ Tiêu Phàm. Theo từng bức họa từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, trùng ma chi thuật rất nhanh liền thi triển thành công, đọc đến một đầu ký ức thực cốt trùng, làm Tiêu Phàm cảm giác có chút buồn nôn. Nhưng vì an nguy Long Vũ, hắn vẫn là làm theo. Lúc này, Tiêu Phàm liền đọc đến mấy ngày ký ức thực cốt trùng, sắc mặt Tiêu Phàm lập tức biến âm trầm, không nghĩ tới cốt vực vậy mà cũng có tu hú chiếm tổ chim khách, hừ. Mở bàn tay, lòng bàn Tiêu Phàm tay đột nhiên xuất hiện một đầu côn trùng huyết kim sắc, chính là phệ hồn huyết tàm, bây giờ phệ hồn huyết tàm cũng đã đột phá cửu giai sơ kỳ. Nếu như không phải đi theo Tiêu Phàm, phệ hồn huyết tàm không có mấy trăm năm thời gian, khẳng định sẽ không đạt tới cấp độ bây giờ. Phệ hồn, người gặp phải đối thủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, phệ hồn huyết tàm nhẹ nhàng ngọa nguậy mấy lần, phát ra thanh âm chi chi, tựa như thập phần khinh thường. Thay ta tìm Long Vũ, trở lại tìm ta. Tiêu Phàm khẽ nói, trong mắt lãnh quang nở rộ, phệ hồn huyết tàm một tiếng cọt kẹt, liền trốn vào bên trong sương mù màu xám. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn vụ hải đen kịt phía trước, lạnh giọng nói, dám đụng đến huynh đệ ta đều phải chết. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, từ trong trí nhớ thực cốt trùng, Tiêu Phàm nhìn thấy Phong Lang cùng ảnh phong bọn hắn, hiện tại mấy người gặp nguy hiểm, Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự. Về phần Long Vũ, Tiêu Phàm hiện tại cũng không có cách nào lập tức tìm ra, hắn chỉ có thể để phệ hồn huyết tàm đi trước tìm kiếm tung tích Long Vũ, việc cấp bách là cứu bọn ảnh phong. Trong tâm vụ hải, Phong Lang bọn hắn lại kiên trì một canh giờ, đám người đối mặt khô lâu đã đạt tới chiến đế trung hậu kỳ, cho dù là bọn hắn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể nhiều chỗ thụ thương. Cái này còn không phải khẩn yếu nhất là hồn lực đám người tiêu hao nghiêm trọng, căn bản không kiên trì được bao lâu. Nửa đường bọn hắn thử giết ra một đường máu, mà bên ngoài khô lâu lại là lít nha lít nhít thực cốt trùng, bọn hắn lại đành phải lui về. Mọi người chịu đựng, nhất định không thể ngã xuống. Ảnh phong cho đám người một lời động viên nói, thân thể hắn đều không ngừng run rẩy, lung lay sắp đổ. Phong Lang bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, đau khổ kiên trì, mấy người đều là người có đại nghị lực, nếu đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm ngã xuống. Khặc khặc, Mộ Dung Dạ, người đột phá chiến thánh cảnh cũng không gì hơn cái này, tứ đại sát phương chỉ bất quá hữu danh vô thực mà thôi. Hư không truyền đến thanh âm Diêm La Tử cuồng vọng, thanh âm thập phần bén nhọn, nghe cực kỳ chói tai. Phía trên không trung, áo bào trắng của Mộ Dung Dạ đã bị nhuộm thành huyết bào, trên người cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo, dù là đột phá chiến thánh cảnh vẫn không phải đối thủ Diêm La Tử. Thủ đoạn Diêm La Tử cực kỳ quỷ dị, có thể giấu ở hư không, đánh lén thập phần chí mạng, mấy chỗ vết thương chí mạng của Mộ Dung Dạ chính là bị Diêm La Tử đánh lén. Lại cộng thêm Mộ Dung Dạ vốn bị thương nặng, làm sao có thể đánh thắng Diêm La Tử đây? Bất quá, Mộ Dung Dạ vẫn không ngã xuống, hắn trong đau khổ chống đỡ lấy, tóc dài bay lên, tại hư không phiêu đáng, dù là rơi xuống thế hạ phong cũng không mất phong độ. Trời cũng kém không nhiều, chết đi. Xem ngươi đã từng là một phần Diêm La Phủ,
lưu ngươi một cái toàn thây. Diêm La Tử cười lạnh một tiếng. Tốc độ của hắn bỗng tăng tốc, tựa như thuấn di, xuất hiện ở bên cạnh Mộ Dung Dạ, một kiếm tựa như tia chớp đâm ra. Phốc, một chuôi huyết kiếm xuyên thủng đầu vai Mộ Dung Dạ, máu tươi bay vụt, tại thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Dạ tránh thoát một kiếp, một cái tay gắt gao bắt lấy cánh tay Diêm La Tử. A, à, Diêm La Tử tà tà cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được, trên người hắn đột nhiên bắn ra vô số huyết quang tốc độ cực nhanh vô cùng, cách nhau gần như vậy, Mộ Dung Dạ lại làm sao có thể lẫn mất. Phốc 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 máu tươi vẩy ra, phía sau Mộ Dung Dạ xuất hiện vô số tinh tế huyết độc, hồn hải đều bị xuyên thủng, huyết quang xuyên thấu thân thể hắn, tản ra càn khí huyết mang bức người. Đại ca, Mộ Dung Tuyết kêu sợ hãi, ra sức hướng về vị trí Mộ Dung Dạ, một bên chiến đấu một bên gầm thét, Diêm La Tử, con mẹ nó tổ tông 18 đời ngươi, không biết xấu hổ, ngươi vậy mà đánh lén, ngươi không phải người. Yên tâm, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Diêm La Tử thần sắc đạm mạc, không chút do dự từ nhào về phía Mộ Dung Tuyết, nhưng mà lại bị một cái tay gắt gao bắt lấy, trừ Mộ Dung Dạ còn có thể là ai đâu. Đi mau, Mộ Dung Dạ cơ hồ là dùng hết toàn lực gào thét đi ra, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ám Dạ kiếm vũ, theo một tiếng quát nhẹ vang lên, vô cùng vô tận kiếm khí từ thể nội hắn gào thét mà ra, trong nháy mắt đem hắn cùng Diêm La Tử bao phủ. Mộ Dung Dạ nhìn thấy nơi xa không trung kiếm khí đầy trời, con người Lãnh Tiếu Nhận run rẩy, thanh âm có chút khàn khàn, trên mặt đều là vẻ khổ sở, trong đầu hắn hồi tưởng lại Mộ Dung Dạ nói một câu. Một khi thi triển ra một chiêu này, đó chính là thời điểm hắn tử vong, chỉ là không nghĩ tới một ngày này thực sẽ đến. Ám Dạ kiếm vũ ám dạ, người vẫn là ám dạ chi vương. Lãnh Tiếu Nhận hết sức trịnh trọng nói, trên mặt đều là vẻ cười khổ. Long Tịch chết, Cận Tà chết, bây giờ Mộ Dung Dạ cũng chết, tứ đại sát phương năm đó chỉ còn lại hắn, có phải kế tiếp liền đến phiên Lãnh Tiếu Nhận hắn hay không đây? Lãnh Tiếu Nhận cho tới bây giờ đều không sợ chết, nhưng hiện tại hắn không muốn chết, không giết chết Diêm La Tử, hắn không mặt mũi mặt đi gặp Long Tịch cùng Cận Tà bọn hắn. Đại ca, nơi xa truyền đến thanh âm Mộ Dung Tuyết khàn cả giọng, thẳng đến thời điểm mất đi hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch tình nghĩa huynh đệ đáng ngưỡng mộ. Hắn trước kia nhớ cái gọi là cừu hận, tại trước mặt máu mủ tình thâm lại tính được gì đây? Mộ Dung Tuyết ra sức phóng tới vị trí Mộ Dung Dạ, nhưng mà lại bị đông đảo Khô Lâu chiến đế cảnh ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Dạ cùng Diêm La Tử đồng quy vô tận. Mộ Dung Tuyết đã không nhớ kỹ, đây là lần thứ mấy đại ca hắn cứu hắn, từ khi hắn còn bé, Mộ Dung Dạ vẫn bảo hộ hắn, mà Mộ Dung Dạ một mực gánh vác lấy bêu danh to như vậy. Lãnh Tiếu Nhận cùng Ảnh Phong bọn hắn cũng không ngừng hướng về chiến trường Mộ Dung Dạ cùng Diêm La Tử, bọn hắn biết rõ, Mộ Dung Dạ vốn là bị thương, muốn chiến đấu bình thường là không có khả năng giết chết Diêm La Tử. Mà Diêm La Tử không chết, bọn hắn coi như không chết trong tay Khô Lâu cũng sẽ bị Diêm La Tử giết chết. Mộ Dung Dạ cùng Diêm La Tử đồng quy vô tận, đây cũng là sự tình không có cách nào, không tận lực đánh cược một lần, bọn hắn những người này đều phải chết. Phía trên không trung, kiếm khí kêu to, che đậy toàn bộ hư không, nơi đó triệt để bạo loạn, hồn lực phong bạo quay cuồng, hơn nữa đang không ngừng tăng lên. Đám người đã hoàn toàn không cách nào nhìn thấy hai người bên trong kiếm khí, nơi này chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Vô số Khô Lâu cách khá gần, tất cả đều bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, hóa thành vô số bột mịn tràn ngập tại hư không, sau đó bị Khô Lâu khác thôn phệ. Chây mau! Sát thủ Diêm La Phủ nhìn thấy vô số cỗ Khô Lâu nhanh chóng mạnh lên, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Trước đó cũng may, chỉ có 2-3 Khô Lâu chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhưng mà trong nháy mắt, mặt trận Khô Lâu chiến thánh cảnh đã nhiều đến tầm 10 đầu, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Kiếm khí tựa như một cái cối xay thịt, thật lâu không tiêu tan, Khô Lâu phía dưới chiến thánh cảnh chạm vào hẳn phải chết, thấy cảnh này, cho dù đám người Tư Không Tàng Kiếm trong lòng cũng có chút phát lạnh. Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được một hai cỗ cường đại khí tức tràn ngập, ẩn ẩn có một đầu Khô Lâu chiến thánh cảnh sơ kỳ chuẩn bị đột phá chiến thánh trung kỳ. Phải biết, Khô Lâu chiến thánh tiền kỳ liền đã không phải bọn hắn có thể đối đầu, huống chi chiến thánh trung kỳ đây, coi như Tư Không Tàng Kiếm bọn hắn cũng không dám khinh địch. Sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Lạc Vũ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng,
sự tình hiển nhiên cũng vượt qua bọn hắn dự kiến. Chờ xác nhận Diêm La Tử chết rồi đi. Tư Không Tàng kiếm lạnh giọng nói, con người băng lãnh nhìn chằm chằm kiếm khí, không tận mắt thấy Diêm La Tử tử vong, hắn không có ý định rời đi. Lạc Vũ Lạc nheo mắt, trong lòng có loại bất an nồng đậm, ánh mắt hắn liếc nhìn lấy bốn phía, hắn thấy những khô lâu này tuy mạnh nhưng nếu muốn đi, khô lâu khẳng định không làm gì được hắn. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Lạc không biết loại bất an này đến từ chỗ nào, nhưng cái này cũng cho hắn một cái tỉnh, một khi phát hiện nơi không thích hợp, lập tức rời đi nơi đây. Tư Không Tàng kiếm không có tiếp tục xuất thủ, mà lạnh như băng nhìn không trung, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói, không chỉ Diêm La Tử chết, người nơi này đều phải chết, có Bạch Cốt Đại Quân giúp ta, nhiệm vụ chiến thần điện đối với ta mà nói chỉ là hạ bút thành văn. Nếu như Lạc Vũ Lạc biết rõ ý nghĩ trong lòng Tư Không Tàng kiếm, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ chiến thần điện lần này chuẩn bị động thủ đối phó Diêm La Phủ. Phải biết, hắn không có nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền điềm báo đều không có. Mộ Dung Dạ, bản thánh tử muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Đột nhiên, một tiếng hét lớn bén nhọn từ bên trong kiếm khí truyền ra, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ giữa xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn. Diêm La Tử, đám người con ngươi khẽ run, kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh xuất hiện kia, chính là Diêm La Tử. Diêm La Tử giờ phút này máu me khắp người, trên người có nhiều chỗ máu me đầm đìa, mấy chỗ càng là huyết nhục lật tới, bạch cốt xâm xâm. Hắn một đầu tóc dài nhuốm máu tại hư không lung tung bay múa, sát khí đáng sợ từ trên người hắn thả ra. Mặc dù hắn từ một kiếm Mộ Dung Dạ kia sống lại, nhưng hắn cũng bị thương rất nặng, đây là sự tình chưa bao giờ có, Diêm La Tử cũng phẫn nộ tới cực điểm. Vậy mà không chết, con ngươi Lãnh Thiếu Nhận khẽ run lên. Mộ Dung Dạ một kiếm bao nhiêu kinh khủng hắn rất rõ ràng, lúc trước thi triển vừa mới lĩnh ngộ một kiếm vẫn chỉ là chiến đế sơ kỳ, không có thi triển toàn lực liền chém giết chiến đế đỉnh phong. Mà lần này càng là rút tận sinh cơ toàn thân chém ra một kiếm, vậy mà không thể giết chết Diêm La Tử, cái này khiến hắn tin tưởng như thế nào. Cho dù không chết, cũng kém không nhiều. Tư Không Tàng kiếm nhìn thấy thảm trạng của Diêm La Tử, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn, đạp chân xuống. Chuẩn bị giết đến. Nhưng mà thân hình hắn vừa động, liền bị Lạc Vũ Lạc một bên ngăn lại, lắc lắc đầu nói, sư huynh, chờ một chút. Hắn hiện tại đã nửa chết nửa sống, còn cần chờ cái gì? Tư Không Tàng kiếm sắc mặt lạnh lùng, bình thường Lạc Vũ Lạc cũng không ít làm náo động, nếu như không phải xem Lạc Vũ Lạc coi như tôn kính đối với bản thân, hắn đã sớm một cái tát đi qua. Diêm La Tử hiện tại đang giận ngập đầu, nhất định sẽ giết một số người. Có lẽ không cần chúng ta động thủ, hắn cũng sẽ bị giết chết, đương nhiên, vô cùng có khả năng đồng quy vô tận, dạng này cũng sẽ không cần bẩn tay sư huynh. Lạc Vũ Lạc lắc lắc đầu nói. Hắn như thế nào không biết Tư Không Tàng kiếm không quen nhìn hắn đây, nếu như không phải bởi vì Tư Không Tàng kiếm là nhi tử Tư Không Vũ, Lạc Vũ Lạc hắn cũng căn bản không cần ẩn nhẫn như thế, đã sớm một kiếm làm thịt Tư Không Tàng kiếm. Ha ha, sư đệ à. Từng ấy năm tới nay như vậy, người câu nói này là ta thích nghe nhất. Tư Không Tàng kiếm cười ha ha, cái vuốt mông ngựa này hắn rất thoải mái. Sư huynh, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lạc Vũ Lạc thập phần cung kính nói, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua quang mang băng lãnh, chỉ là Tư Không Tàng kiếm căn bản phát hiện không được, hắn còn đang hưởng thụ Lạc Vũ Lạc lấy lòng. Lúc này, kiếm khí đầy trời rốt cục biến mất. Rốt cuộc không thấy bóng dáng Mộ Dung Dạ, không cần phải nói cũng biết rõ, Mộ Dung Dạ chết, hơn nữa hài cốt không còn. Diêm La Tử lập tức cười lên ha hả, cười thập phần âm trầm, con người như độc xà lạnh lùng chuyển hướng Mộ Dung Tuyết nơi xa đang cùng khô lâu điên cuồng giao chiến. Chết cũng hay, Mộ Dung Dạ, ngươi sẽ vì hành vi ngươi mà hối hận, ngươi chết, đệ đệ Mộ Dung Tuyết ngươi cũng phải chết. Diêm La Tử nhe răng trợn mắt cười. Hận không thể lập tức làm thịt Mộ Dung Tuyết. Hô, vừa dứt lời, Diêm La Tử cũng xuất thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản bắt không kịp thân ảnh hắn, dù là bị thương, thực lực hắn vẫn như cũ khủng bố. Chết, đại ca chết, Mộ Dung Tuyết đã hoang mang lo sợ, cả người ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không có quan tâm Diêm La Tử đánh tới. Thậm chí chung quanh khô lâu công kích, hắn cũng không đặt ở trên người, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn liền biến thành một huyết nhân. Chết,
Diêm La Tử đột nhiên xuất hiện ở trước người Mộ Dung Tuyết, một chuôi huyết sắc lợi nhận từ trong huyết vụ bắn ra, thẳng đến hồn hải Mộ Dung Tuyết. Diêm La Tử vừa mới kém chút bị Mộ Dung Dạ giết chết, người bị trọng thương, tất cả phẫn nộ hắn đều chuyển rời đến trên người Mộ Dung Tuyết, đệ đệ Mộ Dung Dạ. Hắn không muốn một kiếm giết Mộ Dung Tuyết, như thế để hắn quá sảng khoái, trước khi giết chết Mộ Dung Tuyết, Diêm La Tử muốn để Mộ Dung Tuyết nhận hết tra tấn. Mắt thấy kiếm mang đã cách Mộ Dung Tuyết chỉ có một trượng, Diêm La Tử trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Trừ Tiêu Phàm, hắn còn chưa từng muốn giết một người như này, bình thường giết người chỉ là phát tiết khó chịu trong lòng mà thôi. Mộ Dung Tuyết, mau tránh ra. Nơi xa, Phong Lang lớn tiếng gào thét, vừa bắt đầu hắn liền coi Mộ Dung Tuyết là bằng hữu, bởi vì từ trên người Mộ Dung Tuyết cùng hắn tương tự. Cũng chính là bởi vì như thế, Phong Lang lúc trước khẩn cầu Tiêu Phàm xuất thủ cứu hắn. Nơi xa Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai cũng lớn tiếng kêu to, đáng tiếc, Mộ Dung Tuyết bởi vì Mộ Dung Dạ chết, cả người đã biến thành si ngốc. Đám người có chút không đành lòng nhìn Mộ Dung Tuyết bị Diêm La Tử chém giết, đáng tiếc bọn hắn cũng bị vô số khô lâu cuốn lấy, căn bản không dứt ra được. Hơn nữa coi như bọn hắn có thể rút thân cũng không phải đối thủ Diêm La Tử. Đám Phong Lang đã không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, không muốn tận mắt nhìn Mộ Dung Dạ chết, mà Tư Không Tàng Kiếm bọn hắn, trên mặt lại hiện lên ý cười sán lạn. Lạc Vũ Lạc nói không sai, Diêm La Tử quả nhiên đem lửa giận chuyển rời đến trên người đám người Mộ Dung Tuyết, nhìn đến không cần hắn xuất thủ, những người này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến thời điểm coi như Diêm La Tử không chết, cũng tất nhiên tổn thương càng thêm tổn thương, Tư Không Tàng Kiếm lại xuất thủ, há không phải dễ như trở bàn tay. Phốc, một tiếng vang giòn, đó là thanh âm trường kiếm chui vào thân thể, mặc dù bốn phía tiếng đánh nhau rất lớn, nhưng bọn Phong Lang vẫn rõ ràng nghe được. Mộ Dung Tuyết chết, Phong Lang bọn hắn không đành lòng ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đều là vẻ bi thương, chẳng qua là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, đám người con người bỗng nhiên co rụt lại, nụ cười trên mặt Tư Không Tàng Kiếm trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy giữa Mộ Dung Tuyết cùng Diêm La Tử chẳng biết lúc nào có ra một đạo thân ảnh áo bào đen, một tay trắng nõn nắm lấy cổ Diêm La Tử, một cái tay khác nắm lấy cánh tay phải Diêm La Tử cầm kiếm. Cánh tay phải nắm chặt trường kiếm lại đảo ngược 180 độ, đâm vào bản thân Diêm La Tử. Nhìn thấy một màn này, đám người hít một hơi lạnh, đây chính là Diêm La Tử, lại bị người dùng kiếm hắn xuyên thủng thân thể. Phải biết, tốc độ Diêm La Tử vừa rồi đáng sợ biết bao, dù là chiến thánh trung kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể làm kiếm trong tay Diêm La Tử chuyển di phương hướng. Nhưng hiện tại, đạo thân ảnh áo đen làm được. Hắn dùng kiếm Diêm La Tử đâm vào thể nội bản thân. Chủ yếu nhất là, Diêm La Tử cách Mộ Dung Tuyết vẫn còn có cự ly một trượng, nói cách khác, Diêm La Tử dùng hết toàn lực một kích căn bản không có dung chuyển người kia mảy may, cái này đại biểu gì đây? Ttt tu sĩ Diêm La Phủ hít một hơi lạnh, đây chính là Diêm La Tử, thần đồng trong lòng bọn họ, nhưng mà hôm nay lại bị bại triệt để như vậy. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có ít người xoa xoa hai mắt, còn coi là mình là đang nằm mơ. Ảnh Phong, người kia làm sao giống công tử như vậy? Phong Lang nhìn đạo thân ảnh áo đen, trong mắt đều là kinh ngạc và cung kính. Chính là công tử. Ảnh Phong cũng kích động tới cực điểm, còn mang theo thất lạc. Kích động là Tiêu Phàm bình an vô sự xuất hiện ở nơi này, hơn nữa biến cường đại như thế, xa so với mấy tháng trước cường hãn cùng bá đạo hơn. Thất lạc là hắn phát hiện mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch càng ngày càng xa, nhớ tới lúc trước bản thân còn đi ám sát Tiêu Phàm, trong lòng Ảnh Phong liền một trận tự hào, có lẽ đó là thời điểm duy nhất Ảnh Phong hắn có thể cùng Tiêu Phàm bất phân thắng bại. Sư thúc, công tử, đám người kích động kêu to, tựa như một tảng đá lớn trong lòng buông xuống. Không sai, người tới chính là Tiêu Phàm, trước đó khống chế tư duy thực cốt trùng, Tiêu Phàm liền biết rõ Phong Lang bọn hắn gặp nguy hiểm. Cho nên toàn lực chạy đến. Không nghĩ tới vừa mới bắt gặp Diêm La Tử chuẩn bị giết Mộ Dung Tuyết, Tiêu Phàm tự nhiên là không chút do dự xuất thủ. Người vậy mà không chết, Diêm La Tử kinh ngạc trong miệng thốt ra, trước đó Tiêu Phàm rõ ràng bị đánh vào biển Dung Nham A, đây chính là Dung Nham liền chiến thánh cảnh đều không cách nào tiếp nhận nổi, Tiêu Phàm làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện đây. Chẳng lẽ bản thân gặp quỷ hay sao? Diêm La Tử chớp chớp hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin.
lấy tu vi hắn, như thế nào cũng nhìn không ra, Tiêu Phàm không chỉ không có chút tổn hao nào, hơn nữa khí tức trên người phát ra càng ngày càng cường đại. Thân làm chiến thánh cảnh Diêm La Tử lại như thế nào nhìn không ra, đây là đặc thù hồn lực ba động sau khi đột phá. Cùng mấy ngày trước đó so sánh, giờ phút này Tiêu Phàm cường đại quá nhiều, loại cảm giác này làm Diêm La Tử đều cảm nhận được áp lực đáng sợ. Chẳng lẽ trong lòng ta bất an là đến từ hắn, Tu La Điện chủ thế hệ này, nơi xa Lạc Vũ Lạc híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, giống như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Trước đó nhìn thấy thực lực Tiêu Phàm, trong lòng Lạc Vũ Lạc là cực kỳ khinh thường, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm khiến hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Tu La kiếm xem ra vẫn là của ta. Tư Không Tàng kiếm mỉm cười, trên mặt đều là vẻ tự tin. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Diêm La Tử, thần sắc không hề bận tâm, nói ra ta không chết, bất quá ngươi phải chết. Dứt lời, Tiêu Phàm hơi hơi dùng sức, trường kiếm khuấy động, kiếm khí ngược thân thể Diêm La Tử, sắc mặt Diêm La Tử đại biến, quay người hướng về phía sau thối lui. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, thương thế trên người lại tăng thêm mấy phần. Nếu như không phải ta bị thương, ngươi nhất định không là đối thủ của ta. Đường đường Tu La Điện chủ cũng không gì hơn cái này. Diêm La Tử nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Hắn con người run rẩy mấy lần, có chút sợ hãi, Tiêu Phàm gây áp lực cho hắn tựa như một tòa ma nhạc đặt ở đầu vai hắn, làm thân thể hắn có chút thẳng không nổi. Diêm La Tử biết rõ, Tiêu Phàm có thực lực giết bản thân, chỉ là hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Ngươi không cần khích ta, hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải chết, tự mình lựa chọn kiểu chết. Thần sắc Tiêu Phàm bình thản, bất kể là xuất phát từ thân phận cửu trưởng lão huyết lâu hay là đáp ứng lãnh thiếu nhận cùng Mộ Dung Dạ, hắn đều muốn tiêu diệt Diêm La Tử. Chết, Diêm La Tử lại ho ra mấy ngụm máu tươi, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, ta nếu muốn đi, ngươi chưa hẳn ngăn được ta. Ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm một kiếm vung ra, khô lâu bốn phía tất cả đều bị kiếm khí nghiền nát, sau đó bị khô lâu dung hợp, những người khác nhìn thấy một màn này. Tất cả đều hít một hơi lạnh. Theo một kiếm vung ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, trong phương viên 10 trượng lại không có bất luận khô lâu có thể tới gần. Đều ngăn hắn lại cho ta, trở về có thưởng. Diêm La Tử nhìn tu sĩ Diêm La Phủ xung quanh gào thét một tiếng. Nhưng mà căn bản không có một người để ý tới hắn, bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn, lại làm sao sẽ tới cứu Diêm La Tử đây? Hỗn trướng, các ngươi đều muốn chết sao? Ta là Diêm La Tử, một câu liền có thể quyết định sinh tử các ngươi. Diêm La Tử kêu to, thanh âm vẫn như cũ rất bén nhọn, chỉ là có chút điên cuồng. Ngớ ngẩn, Tiêu Phàm khinh thường nhìn Diêm La Tử một cái, hắn còn không có gặp qua người ngớ ngẩn như thế, nếu như không phải để cho Diêm La Tử thống khoái chết đi, Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Ta nếu không chết, nhất định phải đem tất cả các ngươi đều giết. Diêm La Tử triệt để điên cuồng lên. Giờ khắc này hắn mới cảm nhận được cô độc cùng bất lực cỡ nào. Bình thường ỷ vào thân phận bản thân làm mưa làm gió quen, nắm trong tay quyền hành Diêm La Phủ giết không ít nhân sinh, loại cảm giác này khiến trong lòng hắn thập phần sảng khoái. Bởi vậy, Diêm La Tử đáng sợ truyền khắp tam đại tổ chức sát thủ, nhất là người Diêm La Phủ, người người đều kính sợ hắn. Thẳng đến hiện tại, hắn mới phát hiện, tu sĩ Diêm La Phủ kính sợ chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cũng không phải là phát ra từ nội tâm, hoặc có lẽ là bọn hắn cũng chỉ là lo lắng Diêm La Tử giận dữ giết bọn hắn mà thôi. Tu sĩ Diêm La Phủ bình thường có lẽ sợ hãi Diêm La Tử, nhưng hiện tại bọn hắn chính mình cũng bị Bạch Cốt Đại Quân vây giết, tự thân đều khó bảo toàn, nào còn sợ Diêm La Tử uy hiếp đây. Nghe Diêm La Tử nói, tu sĩ Diêm La Phủ nhao nhao hướng về bên ngoài đánh tới, Diêm La Tử lời đã nói đến bậc này, bọn hắn đã không cần thiết lưu lại. Lưu lại sẽ chết, rời đi có lẽ còn có thể sống. Diêm La huynh, những người này ta thay ngươi giết là được, ha ha. Đột nhiên, một tiếng gầm điên cuồng vang lên, chỉ thấy Tư Không Tàng kiếm đột nhiên cười lớn một tiếng, như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, hướng về sát thủ Diêm La Phủ khác đánh tới. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những khô lâu đó bên trong mặc dù có chiến thánh cảnh nhưng bọn chúng lại không có ý thức tự chủ, chỉ có bản năng công kích. Tự nhiên không có khủng bố như chân chính nhân loại chiến thánh như vậy. Tư Không Tàng kiếm vừa ra tay,
Diêm La phủ sát thủ lập tức lâm vào cảnh hiểm nguy. Ha ha, giết thật tốt. Diêm La Tử cười ha ha, không thể không nói hắn là một kẻ cực kỳ tự tư, coi như bản thân không thể sống, người Diêm La phủ cũng đừng nghĩ sống. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cũng không phải tiếc hận tính mệnh tu sĩ Diêm La phủ, những người này coi như Tư Không Tàng Kiếm không giết, Tiêu Phàm hắn cũng sẽ giết. Nhưng Tư Không Tàng Kiếm giết giá trị lại không giống, bởi vì Tư Không Tàng Kiếm là đại biểu Chiến Thần Điện. Chẳng lẽ Chiến Thần Điện chuẩn bị động thủ đối với Diêm La phủ? Tiêu Phàm cố nhiên rất muốn Diêm La phủ diệt vong, dù sao coi như Chiến Thần Điện không xuất thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ cố gắng mạnh lên, diệt Diêm La phủ. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại không muốn Diêm La phủ hủy diệt, nếu như Diêm La phủ hủy diệt, trừ những ẩn thế cổ tộc đó, đoán chừng Chiến Hồn Đại Lục cũng không có ai có thể chế ước Chiến Thần Điện. Hơn nữa, Tiêu Phàm từ một cái cử động nho nhỏ nơi này nghĩ đến càng nhiều, chính là Chiến Thần Điện xuất thủ, đây cũng từ khía cạnh phản ánh Chiến Thần Điện có đầy đủ thực lực ứng phó Diêm La phủ, hoặc có lẽ là Diêm La phủ đã không cần phải tồn tại. Lạc Vũ Lạc cau mày một cái, nhìn Tư Không Tàng Kiếm cử động, cũng thập phần không hiểu, trước khi tiến vào bạo loạn chi hải, sư tôn vì không cho ta đến, tìm hắn bí mật nói chuyện với nhau hồi lâu, xem ra bọn hắn còn có mục tiêu. Nghĩ vậy, trong lòng Lạc Vũ Lạc thập phần khó chịu, hắn thiên phú thập phần không tồi, thậm chí so với Tư Không Tàng Kiếm đều muốn mạnh hơn một chút, hơn nữa những năm này hắn một mực tận tâm tận lực. Nhưng mà đến hiện tại đều không có được Tư Không Vũ tán thành, còn ngờ vực hắn. Việc này khiến hắn thoải mái như thế nào đây? Lạc Vũ Lạc nhìn về phía Tư Không Tàng Kiếm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia lãnh quang. Phong Lang, Ảnh Phong, Bắc Thần Phong, Huyết Vô Tuyệt cùng Lãnh Tiếu Nhận mấy người trong lòng cũng thoáng chút đăm chiêu, mấy người chậm rãi hướng tới gần Tiêu Phàm, đem sự tình Tiểu Kim, Tiểu Minh, Long Vũ cùng Mộ Dung Dạ đơn giản truyền âm giảng thuật một lần cho Tiêu Phàm. Mặt khác, Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai cũng xuất hiện ở bên người Mộ Dung Tuyết. Muốn một lần nữa thức tỉnh lại Mộ Dung Tuyết, nhưng mà Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ hoang mang lo sợ. Mộ Dung Tuyết, đột nhiên, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, giống như một đạo kinh lôi vang vọng hư không, nghiêm nghị nói, ngươi còn có phải nam nhân hay không, người giết ca ca Mộ Dung Dạ ngươi đang ở trước mắt, có bản sự ngươi liền tự tay làm thịt hắn. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, một cỗ lệ khí ngập trời từ trên người hắn bạo phát ra, khí diễm đáng sợ quét sạch tứ phương. Quanh người hắn tất cả đột nhiên tựa như đều tàn lụi, có mấy nhỏ khô lâu tới gần Mộ Dung Tuyết đột nhiên quỷ dị hóa thành một đống bột phấn. Phong Lang mấy người cũng cảm nhận được một cỗ kiềm chế khí tức cực kỳ, tựa như thể nội hồn lực cùng sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, đám người thấy thế vội vàng rời xa Mộ Dung Tuyết. Tứ trọng phiêu linh ý chí. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Mộ Dung Tuyết lĩnh ngộ phiêu linh ý chí hắn sớm đã biết rõ. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ trong tình huống này đột phá đến tứ trọng. Loại ý thức này cũng thuộc về ý chí đặc thù, rất khó lĩnh ngộ, nhưng Mộ Dung Tuyết lại làm được, cũng đủ có thể thấy được thiên phú hắn khá mạnh. Chẳng lẽ ngươi ngay cả chút dũng khí này đều không có à, còn có phải nam nhân hay không? Tiêu Phàm nhìn thấy khí thế trên người Mộ Dung Tuyết càng ngày càng mạnh, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Ta phải giết hắn, đem hắn chém thành tám khối. Mộ Dung Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, khí thế đáng sợ từ trên người bộc phát ra. Bốn phía hư không gió xoáy vân dũng, sương mù mờ mịt đột nhiên tràn vào thể nội Mộ Dung Tuyết, một màn này khiến đám người nhìn run lên. Phải biết, nơi này sương mù không có bao nhiêu thiên địa linh khí, đại bộ phận đều là thi khí cùng tử khí, cái này không phải tu sĩ có thể hấp thu. Thi khí cùng tử khí chính là thiên địa chọc khí, sẽ chỉ ra tốc tử vong. Làm sao có thể để tu sĩ đột phá đây? Nhưng mà, Mộ Dung Tuyết lại không kiêng nể gì cả hấp thu, những thi khí đó cùng tử khí tràn vào thể nội hắn, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, xông thẳng đến Chiến Đế đỉnh phong đi. Muốn giết ta, chỉ bằng tên phế vật ngươi sao? Diêm La Tử vẫn ngạo khí như cũ, cùng giai Tiêu Phàm có thể bại hắn, hắn không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp, dù sao Tiêu Phàm chính là điện chủ Tu La Điện. Nhưng Mộ Dung Tuyết dựa vào cái gì? Dù là hiện tại đột phá cũng chỉ là một Chiến Đế cảnh đỉnh phong mà thôi, có tư cách gì giết hắn? Bỗng nhiên, Diêm La Tử dưới chân đạp một cái, giống như tiễn rời dây cung thẳng hướng Mộ Dung Tuyết, tốc độ nhanh vô cùng. Phong Lang cùng Phong Lang chuẩn bị xuất thủ ứng phó Diêm La Tử, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, hắn biết rõ,
nếu như Mộ Dung Tuyết không giết Diêm La Tử, hắn cả đời này đều không thể tiêu tan. Dù sao, Mộ Dung Dạ là vì hắn mà chết, coi như đứng ở góc độ Mộ Dung Tuyết, Tiêu Phàm cũng sẽ không tha thứ bản thân. Mộ Dung Dạ một mực để thế nhân phỉ nhổ là kẻ phản bội, vẫn luôn là vì bảo hộ đệ đệ mình, dù là cuối cùng chết cũng là vì đệ đệ mình mà chết, cái này cần bao nhiêu nghị lực. Chí ít, Tiêu Phàm là vô luận như thế nào đều hận không được Mộ Dung Dạ, đối với hắn chỉ có khâm phục. Kỳ thật Tiêu Phàm lúc nghe sự tình Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Dạ đã sớm nghĩ đến, nguyên bản hắn coi là cái này rất cẩu huyết, không nghĩ tới thực phát sinh. Hoàng Tuyền Bích Lạc, mắt thấy Diêm La Tử đánh tới, Mộ Dung Tuyết mặt lộ vẻ dữ tợn, dốc hết toàn lực gào thét một tiếng, ẩm huyết kiếm trong tay vung chảm mà ra, một đạo kiếm khí tuyệt thế sắc bén nở rộ, dường như muốn xé rách hư không. Theo một kiếm rơi xuống, hư không vậy mà quỷ dị kết thành từng đạo hàn băng, một cỗ kiềm chế khí tức tràn ngập trong không khí. Nơi này nguyên bản đã rất lạnh, nhưng kiếm khí này lạnh hơn, đám người thật có loại cảm giác đi tới Hoàng Tuyền Bích Lạc. Phốc một tiếng, kiếm khí từ trên người Diêm La Tử gào thét mà qua, thân thể Diêm La Tử trong nháy mắt dừng lại ở nơi nào, thân thể còn duy trì một động tác xuất kiếm chúi về phía trước, trên người hắn cũng đã đông kết thành băng xương. Chết, đám Ảnh Phong trợn to hai mắt nhìn Diêm La Tử, bọn hắn rốt cuộc không cảm thụ được sinh cơ từ trên người Diêm La Tử, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Lúc đám người bị thực lực Mộ Dung Tuyết chấn nhiếp, Tiêu Phàm nhìn thi thể Diêm La Tử một cái. Nhàn nhạt nói ra một câu, hy vọng đời sau có thể bình thường một chút. Hy vọng đời sau có thể bình thường một chút. Tiêu Phàm bình thản nói quanh quẩn bên tai đám người, khóe miệng đám người giật một cái. Tiêu Phàm thật đúng là người khó chơi, bất quá lời này cũng không sai, ai kêu Diêm La Tử bất nam bất nữ đây. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, thi thể Diêm La Tử đột nhiên hóa thành từng khối băng điêu vỡ vụn, rơi đầy đất. Nguyên bản Tiêu Phàm có thể giết chết Diêm La Tử. Thậm chí có thể hảo hảo tra tấn hắn một chút, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng Mộ Dung Tuyết, Tiêu Phàm lại đổi ý nghĩ. Nếu như Diêm La Tử có thể làm cho Mộ Dung Tuyết tỉnh lại, đó cũng coi là lợi dụng phề vật. Không biết Diêm La Tử biết rõ ý nghĩ trong lòng Tiêu Phàm có thể hát tức giận sống lại hay không, lại lựa chọn một loại kiểu chết, hoặc là dứt khoát tự sát. Công tử, cứu chúng ta! Đột nhiên, một tiếng kêu to đem tâm thần đám người kéo trở về. Lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng bọn hắn bên này. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, một cái liền nhận ra mấy người, chính là Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình, mở miệng nói chuyện lại là Ngọc Diện Vô Tình. Phong Lang bọn hắn nghi hoặc nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Tiêu Phàm đều là vẻ quái dị, chẳng lẽ bọn họ là đang gọi Tiêu Phàm. Bất quá có vẻ như trừ Tiêu Phàm cũng không ai có thể cứu bọn hắn, chỉ là Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly không phải Diêm La Phủ à. Làm sao kêu Tiêu Phàm là công tử? Bọn hắn tự nhiên không biết, Tiêu Phàm sớm tại sát phương thí luyện cũng đã bắt đầu khảo nghiệm bọn hắn, bất quá Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly hai người không cam tâm thần phục Tiêu Phàm mà thôi. Thẳng đến hiện tại, bọn hắn đã không còn đường đi, người ở đây chỉ có Tiêu Phàm có thể cứu bọn hắn. Mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm để lại một câu nói liền biến mất tại chỗ, Phong Lang bọn hắn nghe vậy. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía bọn Lạc Vũ Lạc. Trừ Khô Lâu, còn có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ cũng chỉ có Lạc Vũ Lạc bọn hắn. À, vừa rồi những Khô Lâu đó vì cái gì không có tới gần công tử, hiện tại sao lại nhào lên? Ảnh Phong đột nhiên kêu lên. Có lẽ nguyên nhân bởi vì công tử là Tu La Điện Chủ. Phong Lang hít sâu một cái nói, đám người gật gật đầu, Phong Lang trong mắt lóe lên vẻ kiên định, tựa như quyết định, trong lòng nghĩ thầm. Việc này qua đi, ta cũng nên đem chuyện này nói cho công tử. Tu La Điện Chủ, để cho ta thử xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cách đó không xa truyền đến một tiếng tiếng cuồng tiếu, Tư Không Tàng Kiếm nhìn Tiêu Phàm đánh tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sau đó dưới chân hắn hung hăng đạp mạnh, trên người ẩn ẩn truyền đến một trận long ngâm, quanh thân hắn tản ra một cỗ lực lượng cực kỳ cuồng dã bá đạo. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng liền để hư không ầm ầm không dứt, Khô Lâu xung quanh hắn toàn bộ nổ tung, mặt đất vỡ ra một đạo to lớn liệt phùng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khí thế trên người Tư Không Tàng Kiếm làm hắn kinh hãi không thôi, cỗ lực lượng này dù là cùng giai lấy nhục thân và lực lượng của Chiến Thiên Long cùng Lôi Hạo cũng xa xa không bằng. Người Chiến Thần Điện quả nhiên khác nhau. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một loại cảm giác chờ mong,
trường bào cuồn cuộn mà động, không có bất kỳ cái gì e ngại, thờ ơ đứng ở đó. Dám không nhìn ta, ta đây một quyền là năm đầu long tượng chi lực, cho dù chiến thánh trung kỳ cũng trọi cứng không được, dám khinh thường ta, chết liền là ngươi. Trong lòng Tư Không Tàng Kiếm vô cùng phẫn nộ, quang mang toàn thân hắn càng tăng lên. Mắt thấy Tư Không Tàng Kiếm sắp tới gần, Tiêu Phàm rốt cục động, hắn bước chân đạp mạnh, đại địa đều bỗng nhiên rung động một cái, một cỗ cảm giác nặng nề từ trên người hắn bộc phát ra. Nếu như Tư Không Tàng Kiếm là một đầu man long, bá đạo hung mãnh mà nói, Tiêu Phàm liền tựa như một tòa cự nhạc, nặng nề bằng bạc. Cút trở về, Tiêu Phàm một quyền giống như sao băng nổ tung ra, đón lấy nắm đấm Tư Không Tàng Kiếm. Oanh, cường nhân rốt cục đụng vào cùng một chỗ, tiếng vang đáng sợ rung động hư không, từng đạo trùng sáng sắc bén từ giữa nắm đấm hai người bắn ra, hư không đều bị cắt đứt. Hồn lực phong bạo. Từng làn sóng tuôn ra bốn phương tám hướng, tất cả khô lâu xung quanh đều nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán tại hư không. Cho dù đám phong lang cách xa vài chục trượng cũng không chịu nổi cỗ phong bạo này, cũng may những khô lâu đó càng thêm không chịu được, nhao nhao nổ tung, bọn hắn cũng thanh nhàn một chút. Cái quá trình này kéo dài tầm 10 tức thời gian, hai đạo thân ảnh vừa chạm vào tức mở, nhao nhao lui ra phía sau mấy chục trượng. Ha ha không sai. Lại có thể một quyền ngăn cản được năm thành khí lực, nể tình ngươi thiên phú không tồi, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta có thể không giết ngươi. Tư Không Tàng Kiếm cười ha ha một tiếng, ánh mắt quét về phía Tiêu Phàm, trong mắt đều là ngạo khí. Trong mắt hắn, cho dù Tu La Điện Chủ thì như thế nào, một chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, mặc dù coi như tuổi trẻ nhưng tại chiến thần điện, người như vậy nắm một bó to. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tu La Điện Chủ sẽ cường đại như thế nào, nhưng hiện tại nhìn đến, cũng không gì hơn cái này, liền năm thành lực lượng bản thân mới miễn cưỡng đón lấy. Đương nhiên, dạng thực lực này ở Thánh Thành mà nói đã rất không tệ, nếu như Tiêu Phàm nguyện ý thần phục, hắn ngược lại nguyện ý thả Tiêu Phàm một ngựa. Vừa nghĩ tới đường đường Tu La Điện Điện Chủ muốn thần phục bản thân, Tư Không Tàng Kiếm trong lòng liền cười ha hả, đây là bao nhiêu người muốn làm nhưng lại làm không được. Hôm nay liền bị hắn làm thành. Người bên trong có phải có bệnh hay không? Tiêu Phàm chỉ đầu mình, cổ quái nhìn Tư Không Tàng Kiếm. Người tự ngạo hắn gặp qua không ít, vô song thánh thành đâu đâu cũng có, thánh thành bát tuấn càng là đột xuất nhất, nhưng Tư Không Tàng Kiếm không phải tự ngạo, mà là tự luyến. Người dám mắng ta, người biết rõ ta là ai không, chỉ cần ta nói một câu, thế nhân đều sẽ tranh đoạt giết chết ngươi. Tư Không Tàng Kiếm thập phần khó chịu. Bình thường kiêu hoành bạt hỗ quen, đã sớm khiến hắn thành thiếu gia ăn chơi, nghe Tiêu Phàm nhục mạ hắn, hắn chỗ nào chịu đựng được khẩu khí này. Ngươi là ai có quan trọng không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong mắt ta, chỉ có người sống và người chết khác nhau, ngươi tạm thời là một người sống, ngươi nếu muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tư Không Tàng Kiếm thực lực không tệ, có lẽ thân phận cũng không bình thường. Nhưng tất cả những thứ này cùng Tiêu Phàm đều không có quan hệ, hắn muốn giết một người, cho tới bây giờ đều sẽ không nhìn thân phận. Chính như hắn nói, địch nhân trong mắt của hắn chỉ có người sống cùng người chết, Tư Không Tàng Kiếm còn không có chạm đến ranh giới cuối cùng, Tiêu Phàm không muốn giết hắn mà thôi. Người chết, Tiêu Phàm, người rất mạnh, nhưng người Tư Không Tàng Kiếm muốn giết cho tới bây giờ không thể sống sót. Tư Không Tàng Kiếm ngữ khí càng ngày càng lạnh. Chỉ là đom đóm cũng dám phía trước nhật nguyệt nở rộ quang hoa. Chẳng lẽ chiến thần điện đều là dạng này? Tiêu Phàm rất muốn cười, cười thập phần lạnh lẽo, hắn trước đó từ trong miệng chiến thiên long biết được thân phận Tư Không Tàng Kiếm, cũng đúng là như thế, trong lòng Tiêu Phàm càng thêm xem thường. Lúc này, bọn phong lang đã chậm rãi hướng về vị trí Tiêu Phàm, chỉ có bên người Tiêu Phàm, khô lâu mới không dám tới gần, hiện tại khô lâu bọn hắn cũng chịu không được. Các ngươi đều không nên phản kháng. Tiêu Phàm nhìn về phía đám người phong lang truyền âm nói, đám người gật đầu, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, đám người phong lang trong nháy mắt biến mất. Không gian bí cảnh, Tư Không Tàng Kiếm thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam nồng đậm, từ trên cao quan sát Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi đem không gian bí cảnh cho ta. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, muốn chết liền lăn tới, không muốn chết liền cút đi. Không đợi Tư Không Tàng Kiếm nói xong, liền bị lời nói Tiêu Phàm cắt ngang, hắn kiên nhẫn cũng đã mài hỏng, Tư Không Tàng Kiếm quá tự luyến rồi. Tiêu Phàm đã động hỏa,
lỗ tai đều nghe ra vết chai, dù sao cùng chiến thần điện có thù, người như vậy giết liền giết. Ông, một cỗ cảm giác làm cho người ngạt thở áp bách xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, lực lượng cuồn cuộn từ trên người Tư Không Tàng kiếm phát ra, hóa thành một cỗ thủy triều hung mãnh xông thẳng bốn phương tám hướng. Đã không biết điều, ta tự mình tiến tới, qua một lúc người có hối hận cũng không kịp. Tư Không Tàng kiếm rốt cục nhịn không được, phí nhiều miệng lưỡi như vậy, hắn biết rõ Tiêu Phàm là không có khả năng thần phục. Hắn thấy, giết Tiêu Phàm hay không kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là có thể có được đồ vật trên người Tiêu Phàm. Xem như Tu La Điện Chủ, Tiêu Phàm khắp người đều là bảo vật, dạng cơ hội này hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc mở bàn tay, Tu La Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, đem Phong Lang bọn hắn đưa vào bên trong không gian bí cảnh, Tiêu Phàm cũng không chỗ nào kiêng kỵ, chỉ là bại lộ không gian bí cảnh. Bất quá, Tiêu Phàm thật sự là không chịu được Tư Không Tàng kiếm, dù không bại lộ không gian bí cảnh cũng phải giết hắn. Cho dù ngươi hiện tại quỳ xuống tới cầu ta, cũng đã muộn. Tư Không Tàng kiếm hét giận dữ một tiếng, lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm. Một lúc sau, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác như gánh vác lấy một tòa núi lớn ổng dạng, hai chân như hãm bùn trạch, hoàn toàn không nghe sai khiến, Tư Không Tàng kiếm thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trọng lực lĩnh vực, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia ngoài ý muốn, bất quá cũng vẻn vẹn lóe qua mà thôi, sau một khắc, Tiêu Phàm động. Hắn không tránh không né, giống như một đầu man hoang hung thú bộc phát, không động thì thôi, khẽ động liền kinh người. Đồ lục, một tiếng quát nhẹ, kiếm khí đầy trời hình xoắn ốc gào thét mà lên, Tu La Tam kiếm lấy lực lượng Tiêu Phàm bây giờ, thi triển hai kiếm phía trước đã dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hai kiếm này theo thực lực Tiêu Phàm tăng lên, uy lực cũng tăng gấp đôi, cho nên Tiêu Phàm một mực không có vứt bỏ. Về phần đệ tam kiếm diệt thần, Tiêu Phàm cũng có cảm xúc, chỉ cần tốn hao thời gian đi lĩnh ngộ, nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Ầm ầm, từng đợt thanh âm cuồng bạo từ vòng xoáy kiếm khí kia truyền đến, không thể không nói, thực lực Tư Không Tàng kiếm quả thật không tệ, một chiêu này chiến kỹ bình thường nhưng có rất ít người có thể ngăn cản được. Xem ra ta cũng phải học một chút chiến kỹ mới được. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, đột phá chiến thánh cảnh, chiến kỹ đã khuyết thiếu nghiêm trọng. Hắn tự thân lĩnh ngộ sát phạt chi kiếm, vô tình nhất kích, tàn dương huyết, kiếm chi luật động, điểm thương cùng bất hủ kiếm giới, mặc dù theo thực lực hắn tăng lên, lực công kích cũng gia tăng không ít. Nhưng đột phá chiến thánh cảnh dựa vào thiên địa chi lực cùng lĩnh vực chi lực đến công kích, liền tựa như Tư Không Tàng kiếm lĩnh ngộ trọng lực lĩnh vực, Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm chiêu trước mặt, không đáng kể chút nào. Vô tình nhất kích tốc độ đáng sợ. Bất quá ở nơi này trọng lực lĩnh vực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều, một khi mất đi ưu thế tốc độ, Tiêu Phàm sẽ bại lộ nhược điểm trước mặt người khác, chờ đợi hắn khả năng chính là tử vong. Đồng dạng, mấy đại chiến kỹ khác cũng có hắn rõ ràng nhược điểm, trước kia tầm mắt Tiêu Phàm quá thấp nhìn không ra, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại có thể tùy tiện cảm nhận được. Chỉ có bất hủ kiếm giới Tiêu Phàm không có ý định từ bỏ, dù sao bất hủ kiếm giới vốn là hồn văn diễn hóa mà thành. Tiêu Phàm lĩnh ngộ hồn văn càng sâu, bất hủ kiếm giới cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Ầm ầm, hư không phát ra thanh âm ong ong, một nắm đấm hoàng kim sắc từ trên trời giáng xuống, dường như thiên địa đều muốn sụp đổ, kiếm khí vòng xoáy Tiêu Phàm rốt cục nổ tung, Tư Không Tàng kiếm từ giữa hướng đi ra. Không gì hơn cái này, Tư Không Tàng kiếm cười nhạt một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, một bàn chân khổng lồ hoàng kim mấy chục trượng từ trên trời giáng xuống. Cặp chân kia giống hệt tượng vó, một cước sụp đổ thiên địa. Tiêu Phàm không dám ngạnh bính, thân hình cấp tốc né tránh, cái tượng vó kia đến rất nhanh, một cước hung hăng chặt trên mặt đất, đất đá bắn ra bốn phía hư không, đại địa bỗng bị xé nứt ra, lít nha lít nhít liệt phùng lan tràn bốn phương tám hướng. Tu La chàng, Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, vẫn vân đạm phong khinh như vậy, một cỗ uy thế cực kỳ huyền diệu từ trên người hắn tản ra. Tư Không Tàng kiếm chỉ cảm giác được một cỗ không khí gợn sóng dập dần tại hư không, sau một khắc con người hắn mạnh mẽ co lại, tựa như nhìn thấy cái gì sợ hãi, thân hình hắn đột nhiên ngưng một cái, đứng tại chỗ thất thần. Tư Không thiếu gia xảy ra chuyện gì, cách đó không xa, Chiến Bách Dương kinh ngạc nhìn Tư Không Tàng kiếm, giờ phút này Tư Không Tàng kiếm lộ rõ vẻ sợ hãi. Khiến Tư Không Tàng kiếm sợ hãi,
Chiến Bách Dương không cách nào tưởng tượng trên đời này còn có cái gì có thể làm cho con trai của tứ trưởng lão Chiến Thần Điện sợ hãi. Lĩnh vực ảnh hưởng tâm cảnh, lông mày Lạc Vũ Lạc nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người lĩnh vực đều là từ trong trời đất lĩnh ngộ mà ra, bởi vậy đều là cùng thiên địa chi lực móc nối. Tỷ như hỏa chi lĩnh vực, đầy đủ chính là lực lượng hỏa thuộc tính, có thể công có thể phòng, lại tỷ như trọng lực lĩnh vực có thể cải biến trọng lực trong phạm vi nhất định, có thể giết đối thủ trở tay không kịp. Một vạn tu sĩ đột phá chiến thánh cảnh, có 9999 lĩnh vực chi lực chính là loại lĩnh vực hữu hình, mà lĩnh vực ảnh hưởng lực lượng tâm cảnh lại cực kỳ thưa thớt, có thể gọi là chân chính vạn người không được một. Phải biết, vạn người không được một, thế nhưng bên trong một vạn chiến thánh cảnh, mà không phải một vạn người bình thường. Phóng nhãn chiến hồn đại lục rộng lớn vô biên, tu sĩ đâu chỉ có vạn, lại có bao nhiêu người có thể đột phá chiến thánh cảnh đây lại càng không cần phải nói lĩnh ngộ lĩnh vực hy hữu. Lạc thiếu, chúng ta mau gọi Tư Không thiếu gia. Trên mặt Chiến Bách Dương lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi nếu như có thể đánh thức hắn, ngươi tới kêu. Lạc Vũ thản nhiên nói, trong ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh, tựa như ước gì Tư Không tàng kiếm bị Tiêu Phàm chém giết. Ách! Chiến Bách Dương sững sờ, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Một bên lông mày Chiến Vũ Yến chớp lên, dư quang quét Lạc Vũ Lạc một cái, sau đó nhìn về phía nơi xa. Tiêu Phàm thi triển ra lĩnh vực lực lượng, Tu La Tràng, nguyên bản hắn cũng chuẩn bị lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực hữu hình, liền tựa như lĩnh vực hỏa diễm, hắn vốn là nắm giữ vô tận chi hỏa, lĩnh ngộ liền sẽ không quá khó. Nhưng càng nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn Tu La lĩnh vực cùng bất hủ lĩnh vực, dù sao đột phá chiến thánh cảnh thường có một lần cơ hội có thể tiếp xúc lĩnh vực. Cũng không phải Tiêu Phàm từ bỏ lĩnh vực hỏa diễm. Chỉ là bởi vì Tiêu Phàm trong thời gian ngắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy, cho nên mới có thể lựa chọn lĩnh ngộ Tu La lĩnh vực, cũng chính là Tu La Tràng cùng bất hủ lĩnh vực. Vừa mới thi triển ra Tu La Tràng, Tư Không tàng kiếm liền không thể động đậy, Tiêu Phàm nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, Tu La kiếm nhấc lên, một đạo kiếm khí chém giết mà ra, lao thẳng tới Tư Không tàng kiếm. Phốc, cũng làm như kiếm khí sắp chém tới Tư Không tàng kiếm. Tư Không tàng kiếm đột nhiên run một cái, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thân thể một bên, kiếm khí kia vừa lúc gặp thoáng qua, vài sợi tóc bay vụt bị chém xuống, chóp mũi cũng bị kiếm khí sát qua, bắn ra một tia máu tươi. Người vậy mà lĩnh ngộ Tu La. Tư Không tàng kiếm kinh ngạc vô cùng, chỉ là lời còn chưa vừa dứt, bàn chân khổng lồ hung hăng quất vào trên mặt hắn. Tư Không tàng kiếm trực tiếp bị hất bay, bay sát mặt đất. Hung hăng nện phía trên kiếm hình thạch bi, kiếm hình thạch bi vẻn vẹn chỉ là run rẩy một cái, so với Tiêu Phàm tưởng tượng kiên cố hơn rất nhiều. Tư Không tàng kiếm phun ra mấy ngụm máu tươi, không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại có một chân dẫm ở phía trên ngực hắn, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh nhìn Tư Không tàng kiếm, mặt coi thường nói, đây chính là vốn liếng ngươi tự ngạo sao? Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ trước đó. Bên ngoài Tu La bí cảnh, tam đại phán quan cùng tứ đại trưởng lão Diêm La phủ chờ hồi lâu, mấy người trong lòng càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Chỉ là chỗ nào không thích hợp, mấy người lại nghĩ không ra, chủ yếu nhất là lấy thực lực bọn hắn, chỗ này căn bản không ai có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Trong lòng ta làm sao bất an như thế? Vô thường phán quan nhìn qua kim sắc hồn giới nơi xa, cau mày, quay người nhìn về phía Quỷ Vô Môn. Sắc mặt Quỷ Vô Môn cũng chẳng tốt đẹp gì, trong đầu hắn vẫn còn hồi tưởng đến lời nói vô thường phán quan trước đó, chính là Tư Không Vũ biết rõ bọn hắn vì chiếm lấy Tu La Điện cùng Tu La truyền thừa, lại không có cùng bọn hắn là địch, ngược lại cũng tham dự. Người khác không biết nhưng Quỷ Vô Môn bọn hắn rất rõ ràng, năm đó Tu La Điện sở dĩ sẽ hủy diệt, 89 phần 10 can hệ cùng Chiến Thần Điện. Đã như vậy, Chiến Thần Điện vì cái gì không ngăn cản bọn họ đây? Chẳng lẽ là Tư Không Vũ thực sự vì tư lợi, thế nhưng trên đời không có không lọt gió tường, nơi này tin tức hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ truyền ra ngoài. Lấy bọn hắn đối với Điện Chủ Chiến Thần Điện biết, nếu như biết rõ những người khác dám lừa hắn làm ra sự tình có hại Chiến Thần Điện, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Càng nghĩ, trong lòng Quỷ Vô Môn lại càng không nỡ, đột nhiên nhìn bốn người chung quanh nói, các ngươi hiện tại ở nơi này nhìn, ta có chút sự tình đi xử lý một cái.
Tử thần phán quan cùng La Sinh môn tứ đại quỷ chủ không có nói thêm cái gì, dù sao ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp, huống chi có bọn hắn ở chỗ này liền đã đủ, một chút người phía dưới chiến thánh cảnh sơ kỳ còn có thể nhấc lên cái gì sóng lớn hay sao. Bất quá vô thường phán quan lại cảm nhận được nơi không thích hợp, vội vàng mở miệng nói, đại trưởng lão, vẫn là ta đưa ngươi đi, hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quỷ vô môn cau mày một cái, hắn chỗ nào không biết suy nghĩ trong lòng vô thường phán quan, vừa mới chính là lời nói vô thường phán quan làm hắn cảnh giác. Cũng tốt, quỷ vô môn gật đầu, mặt ngoài thập phần bình tĩnh, hắn không muốn để cho tử thần phán quan mấy người nhìn ra cái gì. Vô môn phán quan chuẩn bị đi đâu đây? Nhưng mà quỷ vô môn bước chân còn không có phóng ra, hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm giống như cười mà không phải cười. Bỗng nhiên, phía trước mấy người cách đó không xa đột nhiên có một đạo thân ảnh, quỷ vô môn mấy người thấy thế, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Tư Không Vũ, người đến nơi này làm cái gì? Tử thần phán quan lạnh như băng mở miệng nói, rất có một loại tư thế đại chiến một trận. Chẳng lẽ chiến thần điện ngươi chuẩn bị nhúng tay, các ngươi nghĩ hậu quả sẽ ra sao? Hậu quả, bản tọa cần nghĩ hậu quả gì? Tư Không Vũ cười nhạt một tiếng, sắc mặt thập phần bình tĩnh, tựa như căn bản không đem tam đại phán quan tứ đại quỷ chủ đặt ở trong lòng. Quỷ vô môn bọn hắn không biết Tư Không Vũ từ nơi nào đến, dám nói chuyện cùng bọn hắn như thế. Cho dù quỷ vô môn một người liền có thể đánh với Tư Không Vũ một trận, tăng thêm 6 người. Giết chết hắn cũng không phải là khó khăn. Nói như vậy, người trước đó ước định không tính toán gì hết. Quỷ vô môn ngữ khí cũng băng lạnh, hắn đã cảm nhận được sát cơ trên người Tư Không Vũ. Ước định gì? Tư Không Vũ thản nhiên nói, cười tủm tỉm nhìn quỷ vô môn. Hừ, người chiến thần điện quả nhiên đều là một hạng người âm hiểm. Sắc mặt quỷ vô môn có chút không dễ nhìn, bất quá nếu như đã nói ra, hắn cũng không có kiêng kỵ gì. Chỉ bằng ngươi chẳng lẽ còn có thể làm gì được chúng ta? Tử thần phán quan cười lạnh nói, nếu như không phải quỷ vô môn không có ý tứ khai chiến, hắn đã sớm giết. Vậy cũng chưa chắc. Tư Không Vũ ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, không có mảy may tức giận. Ngươi cũng đừng quên, con trai của ngươi còn trong tu la bí cảnh. Vô thường phán quan cũng uy hiếp nói, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ thực lực Tư Không Vũ. Người ở đây đoán chừng cũng chỉ có quỷ vô môn cùng Nhật Nguyệt quỷ chủ đủ đánh với Tư Không Vũ một trận, những người khác thực lực vẫn là yếu hơn không ít. Tiến vào tu la bí cảnh có vẻ như chỉ có chiến thánh cảnh sơ kỳ đi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng Diêm La Tử có thể giết con ta? Tư Không Vũ cực kỳ khinh thường, đối với con trai của hắn Tư Không Tàng Kiếm vẫn là cực kỳ tự tin. Quỷ vô môn bọn hắn không nói nhưng trong lòng tán thành ý nghĩ Tư Không Vũ. Bọn hắn hiện tại đã không sai biệt lắm có thể khẳng định nguyên nhân bọn hắn những người này không cách nào tiến vào tu la bí cảnh, hơn phân nửa là chiến thần điện. Thậm chí, Diêm La Phủ hành động những năm này đều một mực trưởng khống trong tay chiến thần điện, bằng không Tư Không Vũ cũng sẽ không tìm tới cửa. Các ngươi đã đoán được a? Cái kia để cho chúng ta nhìn, là con trai của ta chết, hay là người Diêm La Phủ các ngươi chết? Tư Không Vũ khẽ mỉm cười nói. Trong bàn tay, một tấm gương cổ phác vô hoa đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, tấm gương toàn thân là có hư không thánh kim chế tạo thành, mặt sau khắc lấy một chút đường vân thần bí. Mà chính diện lại là hiện ra màu vàng kim nhạt, từng đạo kim sắc gợn sóng tại phía trên dập dờn, giống như nước gợn sóng. Hư không cổ kính, con người mấy người quỷ vô môn hơi hơi co rụt lại, đều là vẻ kinh hãi, cơ hồ trăm miệng một lời cả kinh kêu lên. Xem ra các vị đều có kiến thức. Trong giọng nói Tư Không Vũ đều là ý chào phúng. Hư không cổ kính, phàm là người có chút am hiểu với chiến thần điện, ai lại không biết hư không cổ kính đây? Chiến thần điện hết thảy có tam đại thần binh, hư không cổ kính chính là một trong tam đại thần binh, nó chỉ cần bắt được một sợi hồn lực tu sĩ liền có thể đem tình huống xung quanh tu sĩ nhất thanh nhị sở hiển lộ ra. Bởi vậy, hư không cổ kính đại bộ phận dùng để truy tra địch nhân chiến thần điện. Phàm là người bị hư không cổ kính khóa chặt, cho tới bây giờ đều không có chạy thoát. Cũng chính là bởi vì như thế, quỷ vô môn bọn hắn mới có thể khiếp sợ như vậy, Tư Không Vũ lại đem hư không cổ kính mang đến. Đương nhiên, hư không cổ kính xa xa không chỉ năng lực như vậy, một kiện thần binh hiếm có làm sao có thể đơn giản như vậy đây,
liền năng lực này cũng không có khả năng trở thành một trong thần binh chấn chiến thần điện. Nhìn thấy đám người trên mặt chấn kinh, Tư Không Vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, một sợi hồn lực đưa vào hư không cổ kính, sau một khắc, từng đạo kim sắc gợn sóng khuếch tán ra, hóa thành một màn ánh sáng bắn ra hư không. Ngay từ đầu hình ảnh kia có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh liền trở lên rõ ràng, bên trong hình ảnh xuất hiện vô số khô lâu, đông đảo tu sĩ Diêm La Phủ đang ra sức ngăn cản. Trong đó còn có một đạo thân ảnh tại nhanh chóng xuyên động, những nơi đi qua, đâu đâu cũng có một màn mưa máu, chính là Tư Không Tàng kiếm đổ sát tu sĩ Diêm La Phủ. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Tư Không Vũ lộ ra vẻ sán lạn, sự tình đều dựa theo kế hoạch phát triển. Sắc mặt đám người Quỷ Vô Môn khó coi tới cực điểm, cũng không phải bọn hắn vì những tu sĩ Diêm La Phủ lo lắng, mà là bọn hắn đang không thấy được thân ảnh Diêm La Tử. Chẳng lẽ Diêm La Tử đã bị Tư Không Tàng kiếm giết chết? Đang lúc bọn hắn kinh ngạc, trong tấm hình Tư Không Tàng kiếm đã đem tu sĩ Diêm La Phủ cơ hồ đồ lục không còn, Quỷ Vô Môn bọn hắn sắc mặt đều không dễ nhìn. Bọn hắn âm thầm phái không ít người, hiện tại nhìn đến, cơ hồ tất cả đều chết, kế hoạch há không phải đã thất bại. Xem ra, chết đều là Diêm La Phủ ngươi. Trên mặt Tư Không Vũ đều là vẻ đắc ý, nghiền ngẫm nhìn Quỷ Vô Môn bọn hắn. Lúc này, hắn liền chuẩn bị thu hồi hư không cổ kính, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một quyền cùng Tư Không Tàng kiếm đâm vào cùng một chỗ, hai người đồng thời lui lại. Làm sao có thể, hắn vậy mà không chết, Quỷ Vô Môn cũng trong nháy mắt bị đạo thân ảnh kia hấp dẫn, kinh hô ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.